nay anh Quốc bỏ lại dành thời gian để hai anh em lên kênh với nhau. Bữa nay hai anh em mặc đồ cũng tông xịt tông đỏ đỏ phải không? Xanh xanh đỏ đỏ chào nhỏ nó mừng đúng quý vị. Thì thật sự là hôm nay đó quý vị, Candy cũng rất là bức xúc muốn gặp anh Quốc Võ để nói chuyện với anh Quốc Võ, tại vì quý vị biết là Candy Quốc Võ đang sống ở Boca, California, mà cái nơi người ta gọi là gió tanh mưa máu đó quý vị. Có nghĩa là đây là một cái nơi mà gọi là cộng đồng người Việt mình sống cũng gọi là đông nhất nhì trên thế giới, cũng là cái nơi mà thực sự người ta gọi là gió tanh mưa máu, quý vị biết rồi. Đáng lẽ ra người Việt chúng ta tha hương sống ở nơi xứ người đó thì phải yêu thương đùm bọc rồi che chở lẫn nhau rồi cùng nhau tiến lên. Còn đằng này thì thật sự là Candy sống đây mười mấy năm qua thì anh Quốc Võ có thể sống nhiều hơn Candy, thì không biết là anh Quốc Võ cảm nhận gì cái cộng đồng mình như thế nào. Nghĩ sao nói vậy, đừng sợ, bời nào cũng tè le học me. Thật sự mà nói rằng là giống như Candy mới vừa nói đó, thưa quý vị, là khi mà ở mình sống một cuộc sống tha hương á thì mình phải thương yêu nhau, đoàn kết lẫn nhau. Những tiểu bang, những tiểu bang khác thì thế nào thì Quốc Võ chưa biết. Riêng ở tại California đó thì nó cũng tùy thành phố. Có những thành phố thì nếu như mà cái người Mỹ mà họ làm thị trưởng á thì họ nó đâu đó nó đàng hoàng lắm ha. Chỉ có cái Westminster thì nó hơi phức tạp, tại vì khi mà Việt Nam lên rồi bắt đầu cái là tranh giành chức quyền lẫn nhau này nọ rồi đó, thì nó rất là phức tạp. Thời gian vừa qua thì nó mọc lên rất nhiều những cái drama trên mạng xã hội, tự nhiên là có nhiều YouTuber rồi lại là có những cái lời lẽ vu khống nhục mạ lẫn nhau, gây ra những cái phiền toái cho nhau, rồi nó dẫn đến cái vấn đề về kiện tụng nhau ra tòa nữa các bạn. Thì thật sự mà cái điều đó thì cái điều mà tất cả mọi người ở trong cái kênh của Kẹo Ngọc Bôn Sa hoặc là Quốc Võ News này thì cũng không có mong muốn điều đó, nhưng mà nó đã xảy ra rồi. Nó đã xảy ra rõ ràng ngay trước mắt đó đó, thì mình cảm thấy rất là đau lòng, nói chung là như vậy. Thì và thực sự thì hôm qua thì Candy có vô tình xem một cái video clip của một YouTuber Bosa đó quý vị. Thì thật sự thì Candy không biết là trước đây anh Quốc Võ có thù hằn gì với anh ta hay không, thật sự Candy thì có đó. Nhưng mà hôm nay thì Candy cũng muốn nói với quý vị là YouTuber đó thì là một trong những người mà lúc mà cô Nguyễn Phương Hằng chưa bị bắt á, lúc mà cô Nguyễn Phương Hằng đang nói về vụ ông Võ Nguyễn Yên á, thì YouTuber đó cùng một người YouTuber khác mà hiện tại bây giờ cũng là lòn lách lẻo lự sao cũng lên được cái chức phó thị trưởng của thành phố Westminster, thì hai người đó là ta nói là nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều, và cái tên Hừng Nắng thì cũng là do cái tên YouTuber đó đặt ra. Và Candy nghĩ là nói đến đây thì quý vị đã biết người đó là ai rồi. Và đồng thời thì quý vị nhớ là lúc mà đó bà Hằng, Nguyễn Phương Hằng cũng có những lần rất là nóng giận và gọi tên của họ luôn nữa. Thì mỗi ngày lại cắt những cái video clip giống như là bà Hằng với ông Yên, cảnh giường chiếu sao rất là nhiều. Và thậm chí quý vị biết không, những ngày qua thì anh ta dùng những cái từ và cùng cái người phó thị trưởng đó dùng những từ nhục mạ ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Thì thật sự quý vị biết, khi mà Candy nghe tới đó, mà Candy là một trong những người yêu mến Nguyễn Phương Hằng á, nghe quý vị biết không, Candy bên Mai Vũng Tàu nói trời chưa có một cái thằng nào mà dơ như hai thằng này. Và mình nghe mình cảm thấy rất là đau lòng quý vị. Nhục mạ bà Hằng rất khủng khiếp luôn. Mà để Candy cho việc nghe khoảng 30 giây này cho anh Quốc Võ nghe khúc này, chắc anh Quốc Võ nghe tại khi em mới lưu lại 30 giây thôi quý vị nghe nè. Nghe đợi xíu nè, cho quý vị coi là giống như là nói là tuyên đón bà Hằng mà tới giờ này vẫn còn lôi vụ Nguyên ra cuộn với tấm đêm tấm giang rồi cái bề của anh dày lắm đó quý vị. Thì tôi đã đoán trước là cái này là có dính líu tới tình ái tình cảm. Em chỉ đọc những cái mà sao đó tôi bảo là em nói là cái này là có tình yêu bù lu bà la trong này có chứ hay không, y chang như rằng xong rồi em có nói trước luôn. Trời, chắc em phải mở cái thầy bói đó. Tuyền, họ tên Tuyền mà không có chữ Yên đằng sau lại là chữ tù. Đúng ngay cái cuộc xử này không hề nhắc tới ông Yên một chữ nào luôn. Không nhắc tới Võ Hoàng Yên mà 10 người bị hại lẫn người liên quan nữa gì. Không có Võ Hoàng Yên. Rồi quý vị nghe được là cái người này là ai đúng không? Và anh ta còn nói là chữ Tuyền, không có chữ Yên, có nghĩa là tù. Có nghĩa anh ta nói là bà Hằng bị tù như vậy rất là xứng đáng đó này nọ. Thì thật sự là cái này là sương sơ thôi, rồi làm những bài thơ mà nhục mạ một cách kinh khủng khiếp gì bả, và tao nói là dành rất là cả giống như cả thanh xuân của nó để nói xấu bà Nguyễn Phương Hằng. Và hôm qua thì lại nói bà Nguyễn Phương Hằng chưa đã, và thấy anh Quốc Võ là một trong những người mà bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng một cách rất là tuyệt đối quý vị, có là chưa gọi là có những người quay tới quay lui rồi đấu đá, còn anh Quốc Võ là không có chuyện mà đấu đá với những YouTuber khác, mà anh cứ thẳng một đường mà đi dựa trên những báo chí và anh phân tích về bà Nguyễn Phương Hằng. Thì không biết là anh ta ghen ăn tức ở sao thì hôm qua lại lo anh Quốc Võ ra. Thì đó là lý do tại sao ngày hôm nay Candy muốn gặp anh Quốc Võ để chia sẻ quý vị những cái điều mà anh ta đang vu khống về anh Quốc Võ. Thì trước hết thì nói về cái vụ bà Hằng chút xíu. Dạ.
thì cứ những cái nhân vật này đó quý vị cứ ra rã mỗi ngày mà không biết cái thù quán gì không, mà cứ ra rã như vậy rồi đặt điều vu khống người ta, cái vấn đề về tắm đêm tắm hôm này này nọ không biết là cái chuyện đó nó có thật hay không, nhưng mà tự nhiên là vu cáo vu khống, rồi cắt ghép hình ảnh, ghép cái đầu của người này vô cái mình của người kia, rồi có những cái tấm hình chụp mà nó nhạy cảm đó, rồi không biết là tấm hình đó là của thân thể của người nào, rồi cái đem cái mặt bằng rồi là ráp vô, đó xong rồi lại là truyền tay cho nhau, nhưng mà mấy ông này thì công nghệ mà ông đâu có đâu, mấy ông biết là hình ghép hay là làm gì, ông thấy làm tưởng thiệt, rồi cái là truyền tay cho nhau rồi cái vu khống được bà người ta, đó mà cái người ta đâu có thù oán như mình đâu. Và thực sự là nói đến những cái tên YouTuber này và cái tên bạn đồng hành ngồi cạnh đó quý vị, thì Candy cũng nên nói quý vị biết luôn là chính anh ta là một trong người cắt ghép edit, tại vì Candy đã bị anh ta cắt ghép edit rất là nhiều video clip, và bây giờ chính anh ta cắt ghép như vậy và đã làm cho hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng trong mắt những người hải ngoại đầu tiên người ta yêu mến, sau này chính những cái vì những cái video clip cắt ghép đó mà làm cho rất là nhiều người cộng đồng hải ngoại hiểu lầm bà Nguyễn Phương Hằng và đâm ra ghét bà ta. Tại vì chẳng hạn như bà Nguyễn Phương Hằng lúc đó mà giận cái thằng bóng muộn màng này, ví dụ vậy, cái con bóng muộn màng này, và bả chửi nó, bả nói ví dụ như mày là đồ mất dạy hay là này nọ, thì thằng này nó lại sửa thành cái từ là cộng đồng hải ngoại là như vậy. Thì quý vị biết tại vì Candy đã từng chửi nó là cái thằng mất dạy mà ấu dâm biến thái, thì nó lại sửa thành Hồ Chí Minh. Thì tương tự chính vì vậy bà Nguyễn Phương Hằng chửi nó, chửi một cái đám mà nghiệt xúc á, mà tấn công bả, vu khống bả, cho bả là tuyền nổ, cho bả là làm gái đồ này nọ, thì bả tức giận lên thì bả chửi tụi nó, bả nói cái lũ tụi bay là cái lũ mà đang chửi bả, thì bả chửi lại cái lũ đó, thì nó biến cái lũ tụi bay thành là cộng đồng hải ngoại tụi bay này nọ đó quý vị. Chính vì vậy thì một số người lớn tuổi họ không có theo dõi drama, họ không theo dõi các buổi livestream của bà Hằng, họ không hiểu được tại sao bà Hằng phải nóng giận và phải chửi cái lũ tụi bay như vậy, thì lại biến được là họ cứ tưởng là bà Hằng lại nhục mạ những người, tất cả những người Mỹ hải ngoại. Nhưng mà Candy khẳng định với quý vị là bà Hằng không nhục mạ tức cả những người Mỹ hải ngoại chúng ta, mà bả chỉ chửi những cái thành phần mà vu khống phỉ báng đặt điều về bả thôi quý vị. Và đây là hai người mà hai người YouTuber đó đã làm những cái điều mà làm cho cái hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng trong mắt cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta là nghĩ là bà ta không tốt, nhưng mà thật sự là Candy biết là đây là những cái người mà gọi là trùm cắt ghép và trùm vu khống người ta đó. Đó thì nói chung là như vậy. Rồi ngày hôm qua thì tự nhiên em share một cái clip của hai này nó đang lên trên livestream. Mà nó nói về anh thì anh cũng hết hồn, mà không biết là mình có thù oán gì không. Anh lâu nay anh đâu có nói gì về những cái nhân vật này đâu, tại vì những cái tên của những nhân vật này thì anh không có muốn nêu ra. Nó dơ miệng mình. Nhưng mà cái cái chuyện này thì nó quá đáng, nó không đúng sự thật. Thì cái gì không đúng sự thật thì mình phải làm cho nó rõ. Dạ đúng rồi. Đó. Thì thật sự là hôm qua thì quý vị biết rồi, tại vì Candy sắp tới sẽ có những cái điều rất là thú vị, từ từ Candy sẽ công bố quý vị đó. Lý do tại sao mà Candy cũng phải quan tâm đến những người này quý vị, quan tâm đến lời ăn tiếng nói của họ, thì vô tình thì Candy thấy là tại sao mà anh Quốc Võ, thời gian qua anh Quốc Võ thực sự là không hề đụng tới luôn, đụng tới họ cũng không hề nhắc tới tên gì hết, mà Candy thấy là hình như là những buổi livestream của họ đều lại thỉnh thoảng lại lôi tên anh Quốc Võ ra, và đặc biệt ngày hôm qua thì anh ta lại nói rất là nhiều về anh Quốc Võ, đặc biệt là nói về cái kênh YouTube của anh Quốc Võ, thì nói anh Quốc Võ giống như là một trong những người kinh doanh về kênh YouTube. Thì không biết là những cái cáo buộc của anh ta về anh như vậy thì anh có thấy là nó có quá đáng mức độ nào, và anh có những cái lời gì để nói cho khán giả biết không anh? Thì nó không đúng hoàn toàn một bất cứ một cái gì hết. Anh ta nói rằng là anh là mua sub cái kênh đó, bỏ ra 1.000 đô hoặc 24 triệu để mà mua sub trong vòng vài tháng gì đó, là có thêm một, có được 172.000 sub, xong rồi bán cho ông Mai Dũng Tàu với cái giá là tới mấy chục ngàn đô. Đó, rồi ông Dũng Tàu là bị Quốc Võ lừa đó, mà hai thằng này là hai thằng cũng kiểu như cái gì, nó dùng cái từ gì mà cái kiểu giống như là cũng kiểu nhân giống nhau á, cho nên là mới chơi với nhau kiểu giống vậy đó. Thì thật sự là những cái lời nói này, thứ nhất là nó cáo buộc cách vu khống, và thứ hai là nhục mạ và xúc phạm người khác khi mà người ta không được chạm tới mình. Thì giống như là Kevin đi vừa mới nói như vậy đó, thì để Quốc Võ, không biết là quý vị mà đã theo dõi Quốc Võ trong cái câu chuyện mà của tỉnh Thất Bồng Lai, rồi cái chuyện của coi như là anh Ký Tài, rồi cái chuyện của Thủy Tiên miền Trung, rồi cái chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng cho tới bây giờ đó, thì quý vị sẽ biết được cái kênh Quốc Võ Director, chắc chắn 100% là quý vị sẽ biết được cái kênh đó. Thất Bồng Lai đó, thì coi như là cái kênh này là, thưa quý vị, được mở ra vào coi như là hơn 3 năm trước, khi mà Quốc Võ mới vừa bước vào cái câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai đó,
thì bị vô tình bị là anh xài kênh Quốc Phòng News trước, sau đó bị Tỉnh Thất Bồng Lai quấn một gậy và, wow. Và cái thời điểm đó mà quấn một gậy là coi như là đi cái kênh luôn, cho nên á là anh mới nhờ Dương Trung Hiếu á, nhờ anh Hiếu á, anh mới mở cho cái kênh là Quốc Phòng Director. Thì cái kênh ở Quốc Phòng Director này đó là ngay thời điểm đó là khi mở lên á, trong vòng vài ngày thôi là đủ 1.000 suất liền. Tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm nó đang cao trào mà, cái thời điểm mà Tỉnh Thất Bồng Lai mà đang cái drama lớn lắm, cho nên là khi mà mở một cái kênh mới ra thì khán giả ủng hộ và nó đủ 4.000 giờ ngay và bật kiếm tiền liền. Thì thời điểm đó là cái drama của Tỉnh Thất Bồng Lai mà nó lớn, chứ là mỗi lần clip lên cái là cả 100.000 người coi không à, mấy trăm ngàn người view không à. Dạ. Đó thì kênh nó phát triển. Thì em biết là cái số tiền mà anh kiếm được từ cái kênh YouTube đó là anh chuyển thẳng vào trong cái account của chị Huỳnh Thị Thu Hà ở Việt Nam á. Thì cứ là YouTube là gửi thẳng vô account tại Việt Nam luôn, tại cho chị Hà. Thì chị Hà này là kế toán của cái hội Trái Tim Việt Văn á. Thì cứ lấy cái tiền đó để xây cầu hoặc là đào giếng nước ngọt hoặc là xây nhà tấn ái hoặc là từ thiện miền Trung vân vân. Thì nó là như vậy. Để trải qua cái giai đoạn của tới Chí Tài nè, rồi tới coi như là bên phía của bà Hằng sắp tới ha, coi như là đang diễn ra đó. Thì coi như là ở trong cái kênh này là kênh lớn, hầu như là khán giả mà theo dõi anh thường xuyên cách đây 4 năm là họ đều biết. Dạ. Có những cái clip là 2 triệu mấy view, rồi 1 triệu mấy view, 700-800 ngàn view là cái chuyện rất là bình thường, mà kênh là kênh lớn. Thì sau này coi như là sau khi sang nhượng lại cho anh Mai Dũng Tàu cái kênh đó thì coi như là có vỏ hoàn toàn là rút khỏi kênh đó, thì anh Mai Dũng Tàu anh dùng cái kênh đó để anh phát triển kênh á, anh làm clip này nọ đó. Dạ. Đó thì anh Mai Dũng Tàu anh mua về thì để anh làm về cái kinh doanh của anh nữa, rồi không chỉ là news không, không chỉ là tin tức không, mà còn về mới được kinh doanh. Dạ. Thì thật sự là hôm qua đó quý vị, thì ngoài cái việc mà cá bụi có vỏ là một trong những người mà giống như là bỏ ra có 1.000 đô mua được 172.000 suất quý vị. Thì thật sự bây giờ Candy hỏi những bạn mà những cô chú anh chị mà những bạn nào mà đang làm YouTube á, và thậm chí Candy cũng đang có kênh nè, nếu mà bỏ ra 1.000 đô mà lấy được 172.000 suất á thưa quý vị, thì thật sự Candy sẽ làm điều đó. Tại vì quá rẻ bèo, và thật sự ai làm YouTube cũng sẽ hiểu thử bây giờ mình liên lạc với một người nào đó mua view, mua like, mua sub gì đó, thì 1.000 đô đó mình có thể làm được chuyện gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mua sub như quý vị. Rồi quý vị có thể vào kênh của anh Quốc Võ, thì để quý vị thấy là cái kênh đó đó là có những cái clip nó lên hàng trăm ngàn view, hàng triệu view. Thì nếu mà ai mà làm YouTube biết là để được những con số triệu view đó đó, dù có bỏ tiền hay là bằng năng lực thực tế thì đó là tốn rất là nhiều công sức và tiền của người khác. Ví dụ nha, Candy nói thiệt, bỏ tiền ra mua triệu view cũng rất nhiều tiền. Nếu mà ít tiền, ví dụ như 100-200 đô, chắc Candy cũng bỏ ra mua đại triệu view cho mình nổi tiếng nữa. Nhưng mà thật sự con số đó không phải là con số nhỏ quý vị. Nên và đặc biệt là những cái tiêu đề topic đó, nó đi theo độ hot của cái trend. Chẳng hạn như là lúc mà bà Nguyễn Phương Hằng cao trào về thủy lũ đó quý vị, thì Quốc Võ làm những đề tài thủy lũ, dĩ nhiên người ta rất là quan tâm, người ta vô coi hàng triệu view, đó là chuyện bình thường. Thì cái kênh nó phát triển lên, tại vì giống như Candy có một cái kênh, em có mở cái kênh Candy Channel, Candy mở chơi cho vui quý vị. Mới vừa mở là cái lúc mà kênh Kẹo Ngọc Vui Sao bị sập, em mở giống như Candy post một cái clip lên nói về cái thực trạng nước Mỹ có một phút thôi. Bây giờ là quý vị biết cái kênh đó bây giờ là được gần 4.000 view, ấu lộn 3.000 mấy sub, và cái clip đó là 700-800 ngàn view. Mà thật sự Candy không biết, tự nhiên một ngày đẹp trời hôm qua hôm kia Candy mở ra quý vị, thì tự nhiên cái clip đó Candy post lên có một phút thôi thì bây giờ nó lại được tới là mấy trăm ngàn view. Ý Candy nói với quý vị rằng một cái kênh YouTube á, khi mà mình hit được cái lượng view, hoặc là mình làm đúng cái topic, đúng cái trend, thì tự động cái kênh mình nó phát triển, chứ không phải là khi mà cái kênh mình nó phát triển như vậy rồi bọn nó là bỏ tiền ra mua rồi bán cho anh Mai Vũng Tàu. Đó là cái như thế nhất. Cái thứ hai nữa, có thể là anh Mai Vũng Tàu mua kênh Quốc Võ thời điểm đó đó, anh Mai định là lấy cái đó ra để làm tin tức, nhưng mà thật sự quý vị biết anh Mai là 1 triệu phú. Tới với ảnh á, ảnh mua về ảnh làm biến lắm. Người vừa đi chơi với ổng, người đi biết mà ổng không có phải là giống như mình làm YouTube để kiếm, ổng đâu có cần tiền đâu, thì nên ổng không cần nữa. Nên có khi một tháng ổng chưa post một cái clip, thì khi mà quý vị làm YouTube, quý vị biết một tháng trời mà quý vị không có một cái clip nào thì mình sẽ mất khả năng đề xuất, rồi đồng thời khán giả cũng chán bỏ đi, người ta kiếm những cái kênh mà có độ hay hơn, có nhiều ý tưởng hơn, có nhiều cái topic hơn, họ vô họ coi. Thì lý do tại sao mà sau này anh Mai không có phát triển cái kênh đó nữa, thì kênh đó lại bị xuống
đó là chuyện bình thường, chứ không phải là vì cái độ view hồi xưa Quốc Võ là hàng triệu view, hàng trăm ngàn view, rồi bây giờ anh Mai Vũng Tàu ít view rồi mình lại chụp bổ người ta như vậy mà không hề có một cái bằng chứng nào đó. Và đó là cái thực trạng của một cái người YouTuber đó mà nãy Candy đã cho quý vị nghe cái voice thì chắc quý vị biết là ai rồi. Và anh ta không có phải là cái người mà đụng tới Quốc Võ không, mà Candy nói rồi, bà Nguyễn Phương là nạn nhân và vân vân, rất là nhiều người, khoảng mười mấy hai chục người đang là nạn nhân của anh ta, và anh ta cũng đang nằm trong cái rất là nhiều cái vụ kiện tụng với Mai Vũng Tàu. Và thời gian tới quý vị sẽ thấy một cái vụ kiện tụng sắp tới mà gọi là nổi đình nổi đám sẽ diễn ra trong thời gian tới nữa, để quý vị biết là cái việc người ta cáo buộc anh Quốc Võ như vậy có đáng tin hay không. Và đồng thời anh Quốc Võ biết tại sao mà họ cáo buộc anh về cái lại phanh phui ra cái kênh YouTube mà anh đã chuyển nhượng cho anh Mai Vũng Tàu, mà em nghĩ là chắc cũng hơn một năm rồi. Tại anh có giống như khi mà anh nghe cái thông tin đó, anh có biết tại sao mà tự nhiên giờ họ lôi anh ra không? Anh biết là họ muốn chia rẽ. Bởi vì sao? Bởi vì Mai Vũng Tàu chia rẽ hai anh đó đúng không? Đúng rồi. Cho nên bây giờ là muốn chia rẽ anh với lại Mai Vũng Tàu chứ. Nè, 777.000 view nè. Có nghĩa là cái kênh này em mới mở thôi. Em mới mở chơi là tại vì có nghĩa là kênh đi mở làm sót thôi quý vị. Thì đó lý do tại sao mà quý vị thấy cái kênh của anh Quốc Võ mà chuyển nhượng cho anh Mai Vũng Tàu đó, thì quý vị sẽ thấy là có triệu mấy view, mấy trăm ngàn view. Tại vì lúc đó anh Quốc Võ là một người, là một trong những đạo diễn, thì anh sẽ biết được là cái trend thị trường đi như thế nào, thì anh sẽ build một cái kênh. Thì chẳng hạn như Quốc Võ có nhiều kênh, mà lúc đó anh Mai Vũng Tàu là bạn thân của Quốc Võ, thì ảnh muốn cần một cái kênh thì Quốc Võ sang nhượng lại. Thì một mình mà quản lý nhiều kênh, và thậm chí quý vị nó mình có quyền kinh doanh quý vị. Chẳng hạn như Candy build được 5 kênh YouTube, mình có quyền bán kênh. Và Candy thấy bên Việt Nam cũng có nhiều người làm điều đó, bán kênh còn hơn bán thân, bán kênh còn hơn bán rẻ đạo đức, bán rẻ linh hồn, bán rẻ phẩm chất. Tại vì mình build bằng chính năng lực của mình, chính tài năng của mình bán kênh. Hoặc là những người ca sĩ cũng đi bán giọng hát của họ, còn những người mà diễn viên cũng đi bán cái khả năng diễn xuất của họ. Thực sự tất cả cái gì trên đời này đều bán hết. Và Candy nghĩ rằng bán một cái kênh YouTube cũng chả có gì là xấu hổ hết trơn hết á, đúng không? Còn hơn là có những người đi bán nước bọt, đi xin tiền về thân dài dai rộng, rồi đi lừa đảo, đi trục lợi, đi xin tiền, đi gây quỹ, rồi không chuyển về bị người ta chửi như con cờ hó. Cái đó mới nhục, chứ thật sự bán kênh không có gì phải nhục anh Quốc Võ. Và thật sự người ta đang muốn chia rẽ anh Quốc Võ với Mai Vũng Tàu, và chia rẽ anh Quốc Võ với Candy. Tại vì thật sự là lúc nào mà nó lôi Quốc Võ ra cũng phải lôi Candy ra, là tại vì Quốc Võ là một trong những người mà giúp cho Candy làm YouTube đến ngày hôm nay đó quý vị. Nên Quốc Võ bị dính đều dính miệng chứ không gì trơn, trời. Cho nên mà anh thấy sao mà bây giờ tự nhiên mấy kênh YouTube toàn là nữ không mà nhảy vô mà coi như là chăm sóc với anh chàng, thì coi như là giữ mỗi ngày đúng không? Ngoài em ra còn rất là nhiều người mà toàn nữ không à? Toàn nữ, nhưng mà tại vì vậy nè, nếu mà anh theo dõi là anh biết là em là Candy là ngay từ đầu là không có ưa cái thằng bán xà bông này quý vị. Candy đã không ưa, và Candy xem nó giống như một loài cầm nghiệt xúc rồi. Đối với Candy là ngay từ đầu Candy xuất hiện làm YouTube. Nhưng những cái kênh YouTube nữ khác, chẳng hạn như Jin, cô Jin hay cô Susan, là anh biết là những người đó đã ủng hộ hàng ngàn đô la cho họ. Ủng hộ về tinh thần, ủng hộ về vật chất, rồi ủng hộ về tài lực, ủng hộ về tiếng nói, nên lên kênh anh ta phát biểu, rồi câu like câu view rất là nhiều. Mà tại sao những người ủng hộ anh ta bây giờ lại quay ra trở mặt anh ta, chửi anh ta không còn một cái nước non, gọi là giống như chửi là membership đó quý vị. Có ngày nào cũng lôi đầu anh ta ra chửi, chửi cha mắng mẹ, lôi tới đời ba mẹ ra chửi luôn. Thì quý vị biết đây là một người sống như thế nào rồi. Tại quý vị khi mà quý vị nghe người đó nói như vậy và nhìn Quốc Võ, chẳng hạn như Candy Quốc Võ biết nhau tới giờ này, quý vị thấy cái đó giờ Candy có bao giờ mà lớn tiếng hay nặng lời hay là chửi Quốc Võ không? Không, mà dù sao cũng gần cả năm trời, trong khi cái cô kia anh ta lôi lên kênh PR, rồi sau đi chơi với nhau bên Nhật nữa, rồi về Việt Nam hang out với nhau vậy. Tự nhiên mới có tháng 5 hang out mà mới tháng 7 lôi đầu ra chửi như con cò hó, là anh biết quý vị biết được cách sống như thế nào rồi đúng không? Đó là tại sao anh em mình biết nhau có năm trời, tới giờ này vẫn ngồi với nhau, vẫn vui vẻ với nhau, và thậm chí cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau kinh doanh, cùng nhau phát triển để cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn, đúng không? Còn tại sao là cái cách sống của người đó như thế nào mà tới giờ này thì những người đã từng ủng hộ tiền cho anh ta quay lại chửi anh ta, những người đã ủng hộ anh ta về tinh thần, về mọi thứ thì quay ra chửi anh ta rất là nhiều nha. Ngoài hai người đó thì nghe còn gì, Thảo Vũ nhiều lắm anh ơi. Chứ không riêng gì, và thậm chí những người đồng loại với anh ta là những người cùng bảo vệ thiền am bên bầu vũ trụ cũng chia năm sẽ bảy ra chửi anh ta nữa. Còn giống như em với anh đi, cùng bảo vệ cô Hằng, và những cái kênh cùng bảo vệ cô Hằng đâu ai lo anh em mình ra chửi đâu, đúng không? Đó, quý vị thấy sự khác biệt không quý vị ha? Tại vì đâu đó rõ ràng mình có thật là mình nói thật, có sao nói vậy. Chứ không có vu khống ai, nói chung là không có xúc phạm, mà nói bất cứ cái gì cũng phải có bằng chứng, chứ không thể tự nhiên cái là nghĩ ra trong đầu cái này hay quá, như nằm mơ tối hôm qua đều đem ra nói cũng như là đúng rồi,
Ừ, cái kênh người ta chỉ mà nói cái kênh tôi 1.000 sub. Nó nói là không, nó anh bỏ ra 1.000 đô để tạo ra một cái kênh 172.000 sub quý vị. Mà cái đi hỏi nó tức thiệt là tức luôn quý vị, thử hỏi quý vị làm YouTube nè, có ai mà bỏ ra 1.000 đô để build được một cái kênh 172.000 sub với rất nhiều video clip, và không phải phải chi mà có một video clip á rồi được 172.000 sub thì mình nói là ông Quốc Võ ông phù phép ông tạo ra cái kênh đó. Còn đằng này quý vị vô đó rất là nhiều video clip gần và những 500. Gần 500 video clip. Gần 500 video clip, mà những video clip đó coi như hơn 1 triệu view cũng có, 400-500 ngàn view cũng có, 200-300 ngàn view cũng có, vài chục ngàn view cũng có, rất là nhiều. Tại vì Candy đã vô đó view rồi, Candy coi rồi nữa. Candy coi là tại vì Candy tức chứ quý vị, tại vì Candy biết cái kênh đó hiện tại là anh Mai Dũng Tàu đang sở hữu, và Candy biết rằng cái kênh đó trước đây cũng không biết hết, nhưng mà Candy vô coi coi là gì cũng nghi ngờ chứ, để coi thằng này nó đúng hay sai để mình có thể mình phản biện. Tánh của Candy là nói là mình phải double check lại, và rõ ràng khi Candy vô đó rõ ràng là anh Quốc Võ đã có một cái sự đầu tư rất là nghiêm túc cho kênh đó, có là làm những cái tin tức đi theo trend rất là nóng hổi và thu hút được lượt view, lượt like và thu hút được lượng khán giả theo dõi anh ta rất là nhiều, chứ không phải là giống như là lời của cái con bóng muộn màng này mà đã cáo buộc anh Quốc Võ là làm như vậy rồi bán cho anh Mai Vũng Tàu như vậy rồi anh Mai Vũng Tàu bị gạt này nọ. Bốn người về nghĩ đi, anh Mai Vũng Tàu là một doanh nhân và là một người gọi là trên thương trường là không có ai gạt được nổi ảnh hết quý vị, và thậm chí ảnh có thể xử được cái thằng đó mà quý vị, bằng cái việc thư kiện, và anh Mai Vũng Tàu đang nằm trên phần chiến thắng 99.9% rồi. Thì quý vị nghĩ là anh Mai Vũng Tàu có bị gạt hay không? Vậy thôi. Anh Quốc Võ có cái gì mà để nói thêm về cái việc mà anh ta cáo buộc như vậy không? Tại vì anh đi biết là anh Quốc Võ cũng rất là bực mình về một cái tên cùng sống ở cái cộng đồng Bosa, cũng cùng làm nghệ thuật, mặc dù anh ta cũng người ta gọi là ca sĩ mà gọi gì ta, gọi gì ca sĩ toilet, ông Mai chúng ta gọi nó là ca sĩ toilet quý vị. Nhưng mà rõ ràng thì Candy không biết là tại sao mà Quốc Võ không hề đụng tới nó mà nó cứ lôi ổng ra nhây hoài thì hơi lạ. Hơi lạ thì không biết Quốc Võ có lời nào để nhắn nhủ cho cái người bạn, không phải người bạn, cái đó không phải gọi là bạn rồi, cái một cái người đồng môn của mình không? Cũng làm nghệ thuật đó. Thì nói chung là như thế này, mình cũng không có thật sự mà nói mình là dĩ hòa dĩ quý mà. Dùng nhu thắng cương, dùng nhược thắng cường là vậy, phải tính mình là vậy. Do hồi xưa giờ quý vị mà theo dõi Quốc Võ thì quý vị cũng biết rồi, Quốc Võ không có chữ thề, chữ bậy, chữ tục gì hết, mà cũng không có vu khống ai, cũng không có xúc phạm ai cả. Nói chung là mình chỉ nói tin tức theo báo chí và theo cái nhận định khách quan thôi đó. Thì cũng mong rằng là không ai đụng chạm tới mình, mà nếu như là nếu mà nó đi quá cái giới hạn cho phép thì mình cũng phải có một cái cách để mình đối phó là như vậy. Chứ còn tại vì khi mà người ta nói mà không thật, mà ta nói nhiều lần quá thì nó thành ra thật. Dạ, đó, nếu như mình không có lên tiếng, cho nên đó là lý do tại sao mình muốn lên tiếng ngày hôm nay. Và cũng mong rằng là sẽ không có cái trường hợp này nó xảy ra nữa. Bởi vì coi như là mình chỉ nói một lần một thôi là coi như là xong, tất cả mọi thứ nó sẽ coi như là giải quyết. Nhưng mà theo anh, lúc mà anh cáo buộc anh như vậy, anh có vô cái kênh anh view thử, anh coi không ta? Chắc là cái ông này ổng quên là ổng đã từng ngồi với anh cách đây 2 năm trước trên cái kênh đó nói về ông Võ Hoàng Yên, mà cái clip đó là gần 400.000 sub lận, hơn 400.000 view lận. Còn cái clip đó còn? Còn, vẫn còn. Vừa vẫn còn, cho nên chút xíu nữa thì Quốc Võ sẽ cho quý vị coi một cái đoạn ngắn thôi của clip đó. Anh cái chụp hình gửi cho em đó. Anh cái chụp hình anh gửi cho em là cái clip đó đó. Cái clip đó là có Nguyễn Tư Dũng, mà cái thời đó thì ông chưa có chống ăn. Tức là cái lúc câu chuyện mới xảy ra thôi. Chưa chống. Cho nên á, là tại ngày xưa thì ổng có làm việc trong một cái đài truyền hình. Dạ. Một cái đài truyền hình thì ổng có mời anh lên để talk show một vài lần. Đó, về cái phim của anh á, về phim ảnh á. Thì có mời vài lần. Thì ngay cái thời điểm mà của cái ông Võ Hoàng Yên á. Dạ. Thì anh có làm chung với ổng. Nè, có những clip 1 triệu, 1,3 triệu lượt xem luôn nè. 2 triệu mấy cũng có nữa chứ. Dạ. Thì đó, nhưng mà hắn quên một điều rằng là coi như là đã có ngồi chung. Đã có ngồi chung trong một clip. Dạ. Mấy trăm ngàn view, mấy triệu view có luôn nhớ vị, và rất nhiều clip anh Quốc Võ nói là trên 500.000 clip. Nè, có những clip gần 1 triệu view, 889.000 view nói về nghệ sĩ Chí Tài nè. Lúc mà vườn nghệ sĩ Chí Tài vừa mất nè, với tiêu đề bài hát là Nhỏ ơi quá xúc động thôi quý vị. Thì đó, có nghĩa là anh Quốc Võ là một trong người đạo diễn, thì anh làm theo những cái trend tin tức mà thị trường, thì dĩ nhiên lúc này sẽ có rất là nhiều người khán giả ủng hộ anh ấy. Và rõ ràng anh Mai Vũng Tàu như mấy tháng nay anh không có post lên một clip nào hết. Thì cái kênh nó sẽ bị mất đề xuất quý vị, ai làm YouTube cũng biết thôi.
Nhưng mà không biết tại sao ngày hôm qua thì cái con bóng muộn màng này lại lôi lôi những cái điều đó ra như vậy. Và Candy cũng không biết là anh ta hết đề tài để anh ta nói hay sao mà anh ta vẫn cứ tiếp tục lon Quốc Võ ra chu chéo. Thì thật sự là Candy biết là anh Quốc Võ cũng cũng làm trong nghệ thuật, và anh Quốc Võ thời gian vừa qua thì thật sự là quý vị thấy là anh không có thích đụng chạm với ai. Ví dụ anh ngồi với Candy, Candy có đụng chạm với ai, chửi ai thì anh cũng cũng không có không có thích mà dính vào drama. Anh ta chỉ muốn là sống bình yên, gọi là anh là mục tiêu của anh Quốc Võ nói với Candy là anh kiếm tiền chứ không thích kiếm chuyện. Đúng rồi, kiếm tiền thôi. Còn Candy á, là vừa kiếm tiền vừa kiếm chuyện, cái nết của mình nó sẽ khác ổng. Không nói là anh chỉ thích kiếm tiền thôi chứ không thích kiếm chuyện. Quý vị và Kenny không biết là tại sao cái người đó lại cứ nhây cái vụ YouTube này, và đặc biệt là sau khi mà anh ta lại 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 đá điểu nói coi là nói xấu về ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng thì lại tiếp tục lôi Quốc Võ ra. Thì Kenny không biết là cái thù hằn ở trong lòng của anh ta đó Quốc Võ như thế nào, mà thật sự từ khi Kenny biết Quốc Võ tới giờ này á, anh Quốc Võ chưa có một lời nào nói xấu về anh ta, mặc dù Kenny chửi anh ta như là một cái con vật vậy quý vị, nhưng mà anh Quốc Võ chưa từng nói Kenny về xấu về người đó. Quý vị có nghĩa anh Quốc Võ không quan tâm tới chuyện là người đó xấu hay tốt, mà anh Quốc Võ chỉ có thẳng một đường mà đi thôi. Thì không biết là khi mà bị chửi như vậy thì dĩ nhiên chắc là Quốc Võ không phải bị chửi cũng đúng, thật anh không có chửi Quốc Võ mà bị vu khống đây, như đây, vậy. đây, tranh cãi nảy lửa giữa Quốc Võ và Nguyễn Tiến Dũng nè, giờ vụ gọi Ngoại Yên nè, máy tiền bộ sao có mới nói là thấy chưa, mấy... 329.000 view nè, thấy chưa, 2 năm trước vậy em phải đưa lên cho nó coi. Thì cái thời điểm này á là cái thời điểm hình như cũng có chỗ em anh đang ngồi đúng không? Không, trong phòng trong kia của anh kìa. Đây. Đó, kênh Busan có mới nói nè ha. Đó, 329.000 view 2 năm trước. Wow. Tranh cãi nảy lửa giữa Quốc Võ và Nguyễn Tiến Dũng về Võ Nguyên. Tức là anh đó là anh chống ông Nguyên, còn này bắt đầu là nó bắt đầu vô như bên ông Nguyên. À, nhưng mà chưa đủ chất bài hăng, cái thời điểm này chưa đủ tài hăng. Cho nên là còn ngồi còn một clip duy nhất thôi. Rồi, đó, okay. Clip này thôi. Có nghĩa lúc đó anh đã chống Nguyên vậy thôi, sẵn tới đây mình hỏi luôn. Theo anh lý do tại sao Nguyễn Tiến Dũng lại chọn ngay cái đầu drama mà anh ta lại chọn, không giống như không chọn giống như anh em mình là cảm nhận yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng, mà anh ta lại đi theo cái hướng là chống bà Hằng rồi vu khống bà Hằng rồi cắt ghép clip bà Hằng giải quyết, thì theo anh tại sao anh ta lại chọn con đường đó? Tại vì trước cái mối quan hệ, cái mối quan hệ mà nó gọi là núp lùm, chắc là cũng có mối quan hệ giữa Thanh Trần, Đinh Lan, Võ Hoàng Yên rồi Việt Hà này nọ rồi đó đó, trong trong group đó. Dạ. Cho nên sau này theo em biết là tôi đi phạm cũng đóng được nhiều nhiều cái bằng chứng lắm á. Nhưng mà biết cái chắc chắn là nó có một số mối quan hệ ở trong đó. Thật sự thì đã Candy nói rồi, Candy sẽ thời gian tới sẽ có những cái điều để giống như anh ta đã từng nói là anh ta lấy mỡ Candy để ráng Candy, thì thời gian tới Candy sẽ lấy cái mỏ của nó để ráng cả cuộc đời của nó. Thì nên đó lý do tại sao nó livestream thì Candy đều dành một chút thời gian để coi những khoảnh khắc mà có dính dính với bà Hằng hay dính với Candy. Thì anh biết là cách đây 2 ngày nó nói là nó có chơi với những người thân của bà Nguyễn Phương Hằng. Tự khai những quý vị, tự khai trên kênh YouTube của mình là chơi với những người thân của bà Nguyễn Phương Hằng, và những người thân của bà Nguyễn Phương Hằng cho nó biết rằng ông Huỳnh Uy Dũng đã bỏ rơi bà Nguyễn Phương Hằng và đã quay về với những người con ruột của ông ta. Thì đó lý do tại sao mà ông Huỳnh Uy Dũng lúc này không có lên tiếng, rồi không binh vực bà Hằng, và ông quyết định hạ cánh an toàn. Đó là lời phát biểu của anh ta. Thì theo anh nghĩ là cái lời phát biểu đó có căn cứ không? Thì anh ta có chơi với người thân của bà Nguyễn Phương Hằng và lời cáo buộc là ông Huỳnh Uy Dũng đã bỏ rơi bà Hằng có không? Có chơi với lại những người thân bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà thân như thế nào? Thân là bạn bè, thân trong mặt kép hay hay là thân như thế nào? Thì cái đó có thể có, tức là cái ý đó là thân trong kép á. Còn cái vấn đề mà ông Bình Vĩ Dũng mà bỏ bằng Nguyễn Phương Hằng thì mình không xác định, mình nghĩ rằng là không, tại vì mình cứ là ông Dũng mà đâu phải là đơn giản đâu. Phải không? Ông có những cái chiêu thức của ông, phải không? Viết về binh pháp Tôn Tử mà đâu phải là đơn giản. Cho nên là đối với ông Dũng thì thấy vậy nhưng mà không phải vậy, chưa chắc. Đó, cho nên là mặt vấn đề của cái người này họ nói ra thì mình chỉ nói 10 điều thì chưa tin được điều đó. thì đó là lên khoe với khán giả của mình đó quý vị, là như vậy. Và đồng thời thực sự là quý vị biết là ngay từ cái drama thì anh ta đã chọn theo cái phe đối lập, tại vì phe đối lập thì như quý vị biết là anh ta lại chơi rất là thân với bà Lê Thị Giàu. Và anh ta cũng về PR những cái hàng cho bà Lê Thị Giàu rồi nọ. Thì quý vị biết là bà Lê Thị Giàu là một trong những người đã từng
đòi kiện bà Phương, kiện bà Nguyễn Phương Hằng và đòi cả ngàn tỷ quý vị, và anh ta đã chọn về đứng về phe bà Lê Thị Dạ, vì theo Kennedy nghĩ đó là một trong những nguyên nhân mà anh ta đã làm đầy tớ cho bà giàu, và đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân mà anh ta đã tạo ra những cái clip vu khống bà Nguyễn Phương Hằng, cũng như là dùng những rất rất là nhiều ngôn từ nhục mạ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và Kennedy tin rằng rất rất là nhiều khán giả mà yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng cảm thấy rất là bức xúc về một cái tên mà Kennedy gọi là, Kennedy thường hay chửi nó gọi là biến thái đó quý vị, một cái tên này. Và thực sự không phải riêng một mình Kennedy chửi, nếu một mình Kennedy chửi nó đó thì quý vị cho rằng ồ Candy hung dữ quá hay là Candy có một cái mối thù riêng, nhưng quý vị nên nhớ nếu một mình Candy như vậy, còn quý vị sẽ nhìn xung quanh mà rất nhiều người chửi nó, bà Nguyễn Phương Hằng chửi nó, Candy chửi nó, rồi cô Jean là những người thân với nó chửi nó, cô Susan Trần là một trong những người đã cho nó rất nhiều tiền cũng chửi nó, và cô Lan Hai Lúa, rồi mẹ nắm Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh. Thật sự đối với Candy, dù khác tư tưởng về chính trị, nhưng mẹ nắm Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh là một trong những người rất là có trình độ kiến thức, và ăn nói rất tử tế nhã nhặn, thì cũng vạch trần nó ra rất rất là nhiều vân vân, và rất là nhiều người khác chửi nó, thì quý vị cũng nên xem lại cái nhân cách của người này như thế nào. Vậy thôi, giống như Quốc Võ, quý vị thấy quý vị lên có ai lon Quốc Võ ra chửi như nó đâu, không có, mà không có một người nào, một phụ nữ nào, một cái kênh YouTube phụ nữ nào mà lon Quốc Võ ra chửi giống như hiện tại bây giờ mà Nguyễn Tiến Dũng đang gặp phải quý vị. Nên đó là tại sao mà tới giờ phút này Candy vẫn thấy được cái thời gian mà anh ta chọn cái hướng mà sỉ nhục mạ lụy và Nguyễn Phương Hằng, đó là cái giải pháp mà anh ta chỉ vì tiền chứ không phải là vì chính nghĩa hay là vì lẽ phải, cũng không phải là vì làm cho xã hội tốt đẹp hơn, mà chính anh ta làm cho cái xã hội xấu hơn và làm cho mọi người lại đi theo cái hướng tiêu cực hơn. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa. Nó quay đầu là bờ, nhưng không, nhưng mà bây giờ đi xa bờ quá là không biết bờ chỗ nào. Chữa nổi. Em nghĩ là đối với cái anh chàng này á, thì thật sự đối với Candy, một cái con người này, thì thật sự là Candy chỉ nghĩ là pháp luật có thể, chỉ có thể chữa lại cho anh ta thôi, và thật sự pháp luật cũng chữa không xong đúng không quý vị, và chỉ có tiền thôi. Tại vì đây, những con người nào quý vị họ mê cái gì thì mình xử họ bằng cái đó, thì lúc đó mới là cái cách trả thù tốt đẹp nhất. Tại vì anh ta là một người mê tiền, bất chấp luật pháp, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp mọi người đang lên án về cái việc một cái quỷ này quỷ kia quỷ nọ, thì Candy nghĩ rằng chỉ có pháp luật và chỉ có đánh vào túi tiền của anh ta thì lúc đó thì anh ta mới có thể sáng mắt ra thôi. Và hy vọng thời gian tới thì anh ta sẽ bị trả giá như quý vị. Đúng rồi. Tại vì mà mỗi lần mà livestream xong có cái cuối clip anh mới vừa nghe hồi nãy đó, cái cuối clip mà còn xin tiền khán giả đó mà. Nó không phải cuối clip, every clip, mọi clip anh thì đó. Tất cả các clip là quý vị biết không, tất cả các clip đều xin tiền khán giả, và tất cả các clip anh ta đã để số gieo một cách trắng trợn. Thì Candy nghĩ rằng quý vị biết không, anh ta khi dễ Candy là nghèo hèn rồi này nọ, còn anh ta và cái cô nhân tình bán bún bò của anh ta là gì, danh gia vọng tộc quyền quý. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy kênh của Candy đâu có để dưới cái màn hình của mình là gieo hay là gì đâu, còn anh ta là lúc nào cũng xin gieo hết trơn, xin tiền của khán giả hết trơn quý vị. Ủa lên nói thêm nó bớt vô khống ta rồi xong đi xin tiền để làm gì. Và thậm chí xin tiền bây giờ nghe đi thấy bên Việt Nam, cô Lan hay Lúa hay gì bên Việt Nam, rồi Minh Tú là con của con nuôi của Lê Tùng Vân này nọ đòi tiền anh ta, là tại vì sao anh ta lấy họ ra để xin tiền mà anh ta không chuyển tiền về cho anh ta, cái anh ta đòi tiền vậy, xin tiền những nguồn tiền đó đi đâu. Và hôm qua có một khán giả email cho Candy nói rằng là Tiến Dũng đang giữ rất là nhiều tiền của Thiền Am bằng tên của cá nhân anh ta, và đó là một những cái mà chúng ta có report anh ta để có thể mà pháp luật vào cuộc, thì cái đó Candy không biết, chưa có tìm hiểu kỹ, để từ từ hỏi luật sư đã. Bó tay luôn. Dạ. Có người nói là đúng rồi, Nguyễn Tiến Dũng chơi với Việt Hà, hồi đó là bạn của chị Hằng. Hình như là có chơi với em của bà Hằng hay gì tùm lum tùm la nữa quý vị. Thật sự Candy không có, thật sự mà lúc mà Tiến Dũng với Nam Quang chửi bà Hằng thì Candy cũng không có ngứa miệng lắm. Sau này Candy mới biết Tiến Dũng khoảng gần khoảng 10 tháng, 11 tháng gần đây thôi. Từ ngày biết anh thì mới biết ông đó phải không? Thật sự lúc trước Candy chỉ thấy hai thằng lôi nhoi lóc nhóc thôi quý vị. Cái lúc mà Tiến Dũng và Nam Quang mà chửi bà Nguyễn Phương Hằng rồi cắt ghép bằng Võ Hồng Yên quý vị, thì lúc đó trong đầu Candy thôi quý vị, Candy nghĩ ủa hai thằng cu hồn các đảng là không, xin lỗi, như lúc đó Candy nghĩ trong đầu nên Candy không có khe. Candy trời, tại vì lúc đó quý vị hai thằng ngồi quán cà phê rồi đội nón lật ngược đằng sau, rồi thằng mà áo đen áo xanh, thằng mà áo đỏ, tao nói nhìn y chang giống như hai thằng mà đầu đường xó chợ, thì Candy nghĩ ủa hai thằng này cu hồn các đảng vào tù ra khám gì hay sao á, nên mình không có, mình khinh nên mình không có cần phải quan tâm hay phản biện hay chửi cha mắng mẹ tụi nó, tại vì mình nghĩ là ô sớm nở tối tàn, tụi bay lôi nho lóc nhóc vậy, tôi cuối cùng thì cũng bị đào thải. Thì không ngờ quý vị, không ngờ khi mà một năm sau thì cái thằng lôi nho lóc nhóc chung với cái thằng biến thái bán xà bông này, thì một thằng nó lại lôi nho, nó lôi ngon lóc ngóc lên được làm phó thị trưởng. Trời ơi, lúc đó Candy mới giật mình quý vị,
rồi một thằng làm phó thị trưởng nữa. Thằng này Candy phát hiện ra nó là chồng của, không phải chồng, người tình mười mấy năm của cái cô bán bún bò. Lúc đó Candy mới giật mình, chứ thật sự nếu mà quý vị nào mà yêu mến Đồng Phương Hằng quay lại khoảng 2 năm trước, quý vị coi lại những cái hình ảnh của hai cái thằng này, quý vị có nghĩ rằng đây là một cái thằng phó thị trưởng, gọi là chính trị gia của Mỹ, phó thị trưởng của thành phố Westminster, và đây là một cái thằng gọi là nó cho rằng nó là người tâm hồn cao thượng, rồi chồng của doanh nhân thành đạt và cống hiến cho nước Mỹ, thì quý vị coi quý, là gọi là hình ảnh sẽ nói lên tất cả, từ hình ảnh, từ lời nói, từ cái cách ăn mặc, thì quý vị sẽ thấy được là hai đứa này 2 năm trước nó đã xuất hiện với bộ dạng như thế nào vậy thôi. Chứ mình nó còn nguyên, đâu có xóa đâu quý vị, quay lại coi là biết liền hả? Dạ. Rồi, thank you quý vị. Rồi anh Quốc Võ, bữa nay mình phân tích với nó, thì thật sự mà thằng này thì hai đứa này thì thật sự là Candy, tại sao sorry, có thể mình giải thích luôn là có nhiều khán giả cô chú lớn tuổi nói là ông bé này nhỏ tuổi hơn hai người này mà tại sao gọi là thằng. Thì thưa quý vị, chẳng hạn như một cái người ăn cướp hay một người tội phạm đó, thì các cô các chú thường nói quý vị thấy một thằng ăn cướp, một người ăn đàn ông ăn cướp, quý vị có bao giờ nhỏ tuổi hay lớn tuổi, mình thường kêu là thằng ăn cướp, bớ ta cướp cướp thằng ăn cướp, đúng không? Chứ quý vị nói bớ người ta anh ăn cướp hay là chở chị ăn cướp, không có chuyện đó. Lúc nào mình thấy một cái người giật đồ là mình la lên à bớ người ta thằng ăn cướp bắt thằng ăn cướp đó, đúng không quý vị? Chứ chưa có một người nào mà la làng lên á trời ơi bớ người ta anh ăn cướp, có một cái anh ăn cướp đúng không, hoặc là có một cái chị ăn cướp người ta. Thì thật sự những cái người mà gọi là đối với Candy đây là những cái kẻ xấu xa, xấu hơn cả những cái gì mà chữ xấu trong mắt Candy, Candy không biết dùng cái từ gì, thì đối với Candy những người đó Candy chỉ kêu bằng thằng và con thôi quý vị. Tại vì á, một cái người mà chẳng hạn như quý vị, một cái người đàn bà đó mà bắt cóc trẻ em đi quý vị nói, trời cái chị đó bắt cóc trẻ em, không, chị mình mới nói là cái con ác phụ đó, là con đó, đúng không? Mình sẽ dùng con và thằng. Thì đối với Candy những người xấu xa đó thì thật sự Candy không thể nào dùng những cái ngôn từ mà anh Tiến Dũng hay là anh Nam Quang được, nên các cô chú anh chị thông cảm, đó là cái style của Candy. Và thậm chí các cô chú anh chị mà nếu hiểu rõ bản chất của những con người này thì mình cũng không thể nào mà mình gọi bằng anh được hết quý vị, không thể nào đâu quý vị, không thể nào đâu. Đó. Không thể nào ha. Không thể nào đâu, không có khó lắm quý vị ơi. Tại vì có thể là các cô chú anh chị nói ồ trên mạng với lịch sự phải tế nhị. Thật sự trên mạng hay ngoài đời cũng vậy, mình thật sự mình tế nhị, mình lịch sự đối với những người tế nhị và lịch sự. Còn đối với những người mà xem phụ nữ không ra gì, xem luật pháp không ra gì á, và xem cuộc đời này không gì, và thậm chí sẵn sàng vu khống nhục mạ người khác. Chẳng hạn như anh ta nói về Quốc Võ, nếu mà Quốc Võ mà mạnh tay tí xíu á, anh Quốc Võ có thể kiện anh ta là chuyện bình thường. Tại sao? Ôi mày nói mấy bằng chứng đâu, đúng không? Tất cả những gì dù ở Mỹ là tự do ngôn luận, tự do ngôn luận là mình có quyền nói cái gì cũng được, chửi gì cũng được, nhưng trong phạm vi cho phép và không được vu khống. Tại vì khi mà vu khống á thì phải có bằng chứng, chẳng hạn bằng chứng receipt order anh mua, anh Quốc Võ mua like mua view đâu, hay là mua cái kênh đó $1,000 đâu anh. Tại vì không, khi mà nó đưa ra con số ngàn đô đó có nghĩa là nó đã có con số chính xác. Vậy đâu bằng chứng, đâu bằng chứng cái receipt mà có bỏ ra $1,000 để build được cái kênh 172,000 sub đâu. Thì rõ ràng anh ta sẽ không bao giờ có bằng chứng, coi như là má nó đội mồ sống lại cũng tìm được cái bằng chứng, tại đâu có đâu. Thì rõ ràng đây là cái vấn đề vu khống. Chà như nó nói Candy xấu, mày là cái đứa mặt ok, rõ ràng bên ngoài Candy mà ví dụ mập ốm là tùy theo con mắt người ta nhìn, hoặc nó Candy xấu quắc xấu quơ hay là gì đó, đó là con mắt của nó nhìn, có thể là trong mắt nó Candy xấu ví dụ như vậy thì nó đúng. Tại vì sao mắt thẩm mỹ của nó nhìn đối với Candy xấu, còn con nhỏ bán bún bò đẹp ví dụ như vậy, ví dụ con mũi đó. Thì nhưng mà cái vấn đề đó là ý kiến cá nhân, mình có thể nhục mạ Candy sao cũng được, nhưng mà ví dụ nó nói Candy trốn thuế là cái đó nó đang vu khống Candy, và nó có thể phải chịu, không phải có thể mà chắc ăn là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tại vì sao? Rõ ràng bằng chứng tôi trốn thuế đâu, và bằng chứng anh Quốc Võ mua cái kênh đó đâu, và bằng chứng mà anh Quốc Võ bán cho anh Mai Vũng Tàu mấy chục ngàn đô đâu. Đưa ra con số anh Quốc Võ đã nhận mấy chục ngàn đô từ anh Mai Vũng Tàu, đúng không? Rõ ràng thì khi mà nó thoát show như vậy thì thật tại vì anh Quốc Võ đó là anh không muốn dính tới lo sốt hay kiện tụng. Nhưng mà thật sự nếu mà cái này mình nói, mình trình bày, khi đi trình bày để quý vị và thậm chí ai biểu hiểu luật ở Mỹ, và rõ ràng đây là những cái vấn đề gọi là vu khống trắng trợn quý vị. Còn khi đi chửi nó là mất dạy, thì khi đi nói ô tao vậy, đối với tao là những người học tiến sĩ bác sĩ là những người có dạy, còn đối với tao mày tao đối với Candy là những cái thằng mà YouTuber mà ăn không nói có như nó, đó là những thằng mất dạy. Thì Candy chửi nó mất dạy không bị phạm luật như quý vị. Tại Candy chửi là Candy đã tự tư vấn luật sư rất là kỹ rồi nhé. Có nghĩa là bây giờ chửi cũng phải hỏi luật sư chửi làm sao đó, ông luật sư cũng chỉ ai mày chửi nó mất dạy được, chửi nó chó đẻ trâu xanh đều được hết, nhưng mà đừng có vu khống nó trốn thuế, hay đừng vu khống nó là này kia thì được, cái này cái gì mà liên quan đến con số đó. Thì đừng có nói, chàng nói nó trốn thuế, mình đâu có bằng chứng nó trốn thuế đâu quý vị, đúng không ạ? Thì đừng nói, nhưng mà chửi nó là mấy cái kia thì ổng nói được, chửi được hết.
hiểu không? Tức là ông gạch đầu dòng xuống cái kia. Ông gạch đầu dòng. Bây giờ mình chửi lộn quý vị, mình chửi lộn mình cũng phải hỏi luật sư là chửi làm sao được, chửi làm sao mà không được. Cái nào mà bị dướng pháp luật, còn cái nào không dướng pháp luật theo gọi là từ freedom of speech của Mỹ. Không, bây giờ có luật sư tư vấn anh nên đừng lo. Wow, mới có trăm mấy mà bây giờ lên biết trăm mấy rồi em. Em thấy có ba trăm mấy mà. Đây nè, muốn wow, vô nhanh vậy. Rồi bây giờ mình nói lại từ đầu đi em, tại vì không, tại đó cái kênh của em vậy đó, chứ có là coi nguội không mà. Yeah, có lý mà. Nói cái này nhảy lên 400 mấy liền. Rồi thưa quý vị, thì giống như Candy mỗi ngày hiện tại bây giờ Candy vẫn còn theo dõi tin tức của về bà Nguyễn Phương Hằng đó, Quốc Võ, hình như là luật Việt Nam mình là sau khi mà cái tòa sơ thẩm thì sau 15 ngày thì mới bắt đầu là gọi là cái án đó mới chính thức đúng không vậy? Mình sau 15 ngày được kháng án thì làm gì kháng cáo trong 15 ngày đó thôi. Dạ. Thì chắc, anh nghĩ chắc chắn trong là luật sư của bà Hằng với là luật sư của ba cái người mà nhân viên bà Hằng sẽ kháng cáo rồi đó, tại vì cái mức án đó là nặng quá mà. Cho nên sẽ kháng cáo, thì còn cái phiên tòa phúc thẩm này nó diễn ra vào tháng nào thì mình chưa biết, cái đó mình chờ báo chí thôi. Ủa, có nghĩa là sau 15 ngày có kháng án thì chứ không phải xử sau 15 ngày mà còn phải chọn một cái ngày để xử nữa hả? Đúng rồi, từ phúc thẩm á, phúc thẩm thì thường phải 2-3 tháng sau đó họ mới xử lận. Vậy thì ví dụ như bây giờ 2-3 tháng sau xử, rồi bà Nguyễn Phương Hằng bị nhốt thêm 2-3 tháng sau nữa, rồi ví dụ tòa ở phúc thẩm xem xét lại nó bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có 18 tháng thì lúc đó bởi tù dư rồi sao? Trong cái tiền lệ đó thì chưa bao giờ có cái chuyện đó nó xảy ra cả. Không bao giờ mà có cái vụ mà xử dư mà để bị đền bù lại cho người ta đâu, bởi vì không thể nào mà đền bù nổi cái ngày tháng mà bà Hằng bị trong tù đâu. Dạ. Nói chung là như vậy, tại vì một giờ của bà làm biết bao nhiêu tiền, phải không? Rồi cái danh dự của bà thì biết bao nhiêu tiền. Dạ. Cho nên là ông tòa ông xử ông cũng khôn lắm. ông xử là ok rồi, bằng cái thời hạn tạm giam phóng thích hoặc là có nhiều hơn chút đỉnh ở thêm 1-2 tháng chẳng hạn mà như vậy. Nhưng mà mình cứ là mong là cái phiên tòa đó xử là đúng cái thời hạn bà tạm giam thôi. Ví dụ như bây giờ 2 tháng nữa xử đi. 2 tháng nữa xử thì 20 tháng đúng không? 20 tháng thì coi như là phóng thích, là cái xử phiên tòa là ok rồi, tù giam 20 tháng. Dạ. Là coi như xong, là bù lại luôn. Dạ. Có khán giả nói là có luôn luật sư tư vấn chữa lộn hài vừa thôi em gái. Cái này Candy không nói hài nha quý vị, Candy nói đang thật. Tại vì nãy giờ Candy nói giỡn quý vị, nhưng mà thật sự thật. Tại vì đơn giản Candy đang làm việc với luật sư đã và đang làm việc luật sư vào thời gian tới, quý vị sẽ biết được Candy đang làm gì. Soon thôi, coming soon, 1-2 tuần nữa thôi quý vị sẽ thấy nha. Tại vì đơn giản là đối với Candy đã đến lúc của quý vị. Cái gì cũng vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, đã đến lúc Candy phải dùng luật pháp để trị những người cần trị rồi. Nên không có hài đâu nha. Có thể bây giờ quý vị nghe hài, với 1-2 tuần nữa quý vị sẽ surprise, sẽ ngạc nhiên về cái chuyện mà ngày hôm nay Candy nói. Còn chuyện gì sẽ xảy ra thì từ từ Candy sẽ họp báo và sẽ công bố công khai chính thức. Còn bây giờ thì Candy chưa được phép bật mí nha quý vị nha. Rồi có người nói là kháng án chưa xử thì bà Hằng đã về rồi nha, bởi vậy bà ta không kháng đâu, là sao? Thôi cái này thiết âm mưu mà, coi như là mỗi cái khán giả mỗi có cái giấc mơ khác nhau. cũng giống như là trước khi bà Hằng xử ngày 21 vậy đó, thì mới ngày 19-20 thôi là cũng có khán giả gọi điện anh nói Quốc yên tâm đi, cái tòa này sẽ hoãn. Nhưng mà nó không hoãn gì đâu, xử ba năm chứ hoãn gì đâu. Nói chung là đó là những cái lời đồn thôi. Thì mỗi người đều có một cái lòng tin trong bản thân mình. Nhưng mà theo anh cái phiên tòa đó tại sao mà hồi đó giờ cứ hoãn tới hoãn lui và cái ngày hôm đó lại xử không? Theo anh có một cái giả thuyết hay là một cái suy nghĩ sao mà tại sao phiên tòa cứ 18 tháng qua cứ hoãn tới lui và tại sao quyết định xử ngày 21 tây vừa rồi? Thì nó tới lúc giam đủ rồi. Nói chung là giam như vậy là cũng đủ, với lại không có thể nào mà hoãn nữa. Tức là đã gia hạn quá nhiều lần rồi, gia hạn 8-9 lần rồi. Dạ. Và coi như là cái hiệu ứng, tức là của khán giả đó, về cộng đồng á, họ dạ. họ bắt ép coi như là phải làm cho trên cho sớm. Chứ là không thể nào mà có cái vấn đề về gia hạn được nữa. Trả hồ sơ trả tới trả lui mấy lần rồi, và coi như là cuối cùng là bên phía viện kiểm sát là họ nói rằng là coi như là đã điều tra xong hết rồi, không còn phải điều tra gì nữa hết về phía bà Hằng nha. Dạ. Còn chưa nói về phía của cái phe đối lập nha. Tức là điều tra về phía bà Hằng là xong hết rồi. Dạ. Là phải xử thôi chứ không thể nào mà hoãn được nữa. Thì họ mới chọn cái ngày đó là ngày lành tháng tốt, sao tức là bấm nó độn như là thầy nói là phải xử ngày đó đi. Đó. Rồi xử, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là dự trù á là xử 2 ngày. Nhưng mà cuối cùng cứ mới có 1 ngày thì là xong luôn rồi, là phán người ta là 3 năm tù luôn. Dạ. Cho nên là em thấy là phía ngoài người dân tới đông đen không, là họ lên tiếng đó. Thật sự đây là một cái phiên tòa mà
bên bị hại thì người ta cho rằng phá hoại, còn bên mà giống như là người mà bị tuyên án, tòa tuyên án gọi là bị cáo, thì được rất là nhiều người ủng hộ, từ YouTuber đến những người hải ngoại và là với những người dân trong nước. Thì có em coi tin tức thì thấy có một số người nói là giống như là bây giờ là lòng dân đang dậy sóng, đang không có thỏa mãn với cái án đó, và giống như anh em mình thì lại lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ như vậy, thì người ta nói là như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến bà Nguyễn Phương Hằng, giống như tòa án sẽ nói là một lần nữa bà Nguyễn Phương Hằng lại làm kích động lòng dân, lòng người rồi không có còn bình yên cho dân chúng hay là pháp luật gì đó, thì sẽ ảnh hưởng đến cái phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Theo anh nghĩ có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng gì đó, bà Hằng có mình bảo mà là còn lòng dân bây giờ dân ý nói là mọi người mình lên tiếng mạnh mẽ quá, mình trách phiên tòa là không công bằng hay là xử vội vàng hay là xử ép quá này, ví dụ vậy đó, thì người ta nói là sẽ ảnh hưởng tới tới phiên tòa phúc thẩm, là cho rằng là tại bà Hằng mà làm cho pháp luật dậy sóng lên, ví dụ vậy. Anh nghĩ có không? Anh nghĩ không có đâu, nhưng mà điều cái dân chúng bây giờ họ biết hết, những cái người nào mà thật sự có cái tâm lương thiện á, họ nhìn vô cái phim, họ nhìn vô cái vụ án của bà Hằng thì họ biết là ai đúng ai sai, và cái như là bây giờ nước nào cũng có pháp luật mà, người dân họ 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 tuy là họ không phục nhưng mà họ vẫn giữ đúng cái pháp luật mà ha, chứ họ không có gây ra náo loạn trật tự hoặc là cái gì đó, nói chung là không không có biểu tình mà cái gì là dùng vũ lực hay là gì đó, tức là vậy. Tại vì Candy đọc báo quý vị thì hoặc là coi tin tức của Việt Nam thì người ta nói là mọi người hãy bình tĩnh tự tin chiến thắng, này không có được mà manh động, không có được mà lên án như vậy rồi sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa phúc thẩm. Thì Candy không biết là cái điều đó đúng hay sai, nhưng mà theo Candy nghĩ rằng chắc là những người mà đang kêu mọi người im lặng, đừng có lên án, đừng lên tiếng, thì những người đó chắc là cũng thuộc bên phe pháp luật, bên phe chính quyền đồ này nọ, tại vì họ không muốn mà mọi người phản ứng quá là mạnh. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị nghĩ đi, chúng ta không lên tiếng, những người yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng không lên tiếng, những YouTuber không lên tiếng, thì coi như là chìm xuồng sao mà đâu có được quý vị. Mình phải làm cho chuyện này để cho nhiều khi pháp luật họ cũng, hay là những người thẩm phán họ cũng sẽ coi lại là ngày hôm đó họ đưa ra bản án như vậy, họ đã set up như vậy có đúng hay không, có hợp lòng dân hay không. Tại vì thực sự tất cả những gì những người cai trị từ thời vua hồi xưa cho đến bây giờ đi chăng nữa, tất cả đều phải dựa vào dân chúng có hợp lòng dân hay không. Chứ mà một mình ngồi trên ngai vàng mà lòng dân không phục, lòng dân đang dậy sóng hay này nọ, thì thực sự cái ngai vàng đó cũng không ổn. Thì tương tự thì Candy nghĩ rằng lòng người lòng dân rất là quan trọng, và thật sự cái thời buổi 4.0 bây giờ thì công nghệ thông tin bây giờ thì đó lý do tại sao mà chúng ta cần lên tiếng là như vậy. Lên tiếng ở đây chúng ta không phải là chúng ta bạo động hay là chúng ta chửi chính quyền, mà chúng ta chỉ phân tích những cái điều mà cô Nguyễn Phương Hằng đã mang lại cái giá trị cho đời như thế nào. Mà đặc biệt là quý vị, giống như là Thủy Tề hay là thợ hát Mr. Đờm, đúng quý vị, mỗi lần mà họ đi làm từ thiện, quý vị, báo chí đang rần họ để đánh bóng tên tuổi của họ, khi mà họ đánh bóng tên tuổi về để tiền show, tiền cát xê của họ cao hơn, rồi mọi người thấy của họ là tâm hồn cao đẹp. Và rõ ràng bà Nguyễn Phương Hằng mình đã thấy là bà làm từ thiện mười mấy năm qua mà hình như không ai đánh bóng tên tuổi, cũng không ai mà đưa bà lên báo chí hết. Thì đó là cái mà mình thấy rõ ràng là hai bên có sự một đối lập một cách rất là lạ lùng, mà đặc biệt là báo chí họ đang đứng về phía showbiz xô chậu nhiều hơn là bà Nguyễn Phương Hằng. Dạ. Buổi sáng này có một cái comment, tức là cái bình luận vô nói rằng là bà Hằng là ác quỷ. Bom. Mà anh nhìn mặt cái người mà nói đó là chắc cũng già cũng đàn ông hay đàn bà? Đàn bà. Wow. Cũng sắp mấy 70 tuổi vậy đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mà anh gọi cái bà này là con mụ. Bởi vì anh không thể nào mà anh tưởng tượng được là ông ở đó nhé. Cái thằng quốc võ này ngày xưa nó cũng ok lắm á, nhưng mà từ ngày mình nó theo cái con ác quỷ Phương Hằng á thì tôi ghét nó hay là gì đó, nó gì vậy, nó đội bô vậy đó, kiểu giống vậy. Thì cái lần đầu tiên trong cuộc đời anh nó gọi một người đàn bà mà lớn tuổi như vậy đó bằng con bụ. Bởi vì anh thì không thể nào chấp nhận được những cái lời lẽ thô tục đó phát ra từ cửa miệng của một người đàn bà mà đã lớn tuổi. Không biết là ở đâu đó, ở tỉnh nào thì không biết, nhưng mà anh nhìn mặt thì anh thấy cũng lớn tuổi rồi. Thì nói chung là mình bức xúc á, tại vì không thể nào mà một cái người mà giúp đời giúp người những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, biết bao nhiêu là cái tấm lòng tâm tư tình cảm tiền bạc của người ta bỏ ra như vậy mà lại gọi là ác quỷ, thì không biết là vậy cái phe mà phá hoại thì là cái gì, đúng không em? Dạ. Thì không thể nào chấp nhận được những cái ngôn từ như vậy đó, mà đã vào trong cái Facebook cá nhân của anh chứ. Mà bình luận như vậy. Wow, vô Facebook cá nhân của anh luôn. Đúng. Thì cứ như là mình không thể nào mình và không chấp nhận được. Không, nhưng mà thật sự Candy hỏi quý vị nào mà yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng, Candy không nói, mà những người mà đang coi mà ghét bả đang lén coi tôi nói gì nè.
Quý vị nhớ là mình không nói những cái việc từ thiện khác mà ngoài cái việc mổ quỷ, mổ tim thôi, thì cô Hằng đã cứu hàng triệu trái tim, không, mình nói hàng triệu, hàng ngàn trái tim tật nguyền để giúp cho những bé đó có thể sống sót, có thể trưởng thành. Và quý vị nhớ rằng trong hàng ngàn người mà cô Hằng đã giúp để giành giật lại cái sự sống đó đó, sau này những bé đó sẽ có những bé trở thành bác sĩ, dược sĩ, thần y, sẽ có những bé trở thành ca sĩ, có những bé trở thành diễn viên, có những bé trở thành những chính trị gia. Phải, đó là những cái mầm móng, những cái mầm non gọi là gì đó, búp măng cho xã hội hay không. Và cô đã giúp lại giùm những cái đứa bé đó. Và quý vị phải biết rằng đó là những cái tương lai của chúng ta. Và biết ơi chừng trong những cái số đó mà Candy vừa kể đó, họ sẽ có những người thành tài cống hiến cho đất nước của mình. Thì quý vị thấy được cái sự cống hiến đó nhân giống ra, tạo ra những cái điều tốt cho xã hội không? Đúng không? Mình không nghĩ được. Tại vì cái quỹ đó mà bị đánh phá, bị phá hoại như vậy thì đã phá hoại biết bao nhiêu sự sống, phá hoại biết bao nhiêu mầm móng tương lai tốt đẹp cho đất nước của mình. Tại vì thường những bé mà sinh ra trong nghèo khó, bệnh tật, quý vị thấy cái khả năng họ vươn lên rất mạnh mẽ hơn những đứa mà sinh ra trong gia đình giàu có, gọi là sao, có sẵn đó quý vị, nền tảng người ta đã giàu có sẵn thì người ta đâu còn cái động lực để phấn đấu, động lực để vươn lên, động lực để khao khát có tiền. Còn chúng ta sinh ra trong nghèo khó, chúng ta lại có động lực vươn lên mạnh mẽ hơn. Thì những bé mà đặc biệt là có trái tim tật nguyền đã được cứu sống như vậy thì người ta lại trân trọng mạng sống. Rồi thường thường những bé đó là gia đình nghèo khó, người ta lại trân trọng cái việc học hành hơn, rồi trân trọng về cái việc rèn luyện nhân cách để trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Thì phải chăng bàn đã tạo ra được rất là nhiều người sau này có thể giúp ích cho xã hội của chúng ta? Còn trong khi quý vị vì thần tượng một cái thằng thợ hát, vì thần tượng một cái thằng gọi là hề, vì thần tượng một cái con thủy tề thủy tinh, thì quý vị lại mê muội một cách là mê một cái giọng hát của nó thôi. Cái giọng hát đó mình phải bỏ tiền cho mình nghe, cái giọng hát nó là sao để nó kiếm tiền, nó sống trong cuộc sống sang chảnh xa hoa. Quý vị vì mê cái điều đó thôi lại tấn công, phỉ báng, nhục bà bà Nguyễn Phương Hằng, trong khi quý vị quên rằng cái nhục mạ đó quý vị đã vô tình làm hại biết đi những cái nhân tài cho đất nước Việt Nam của mình thì sao? Khi mà Candy nghĩ đến điều đó, Candy thấy là càng yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng hơn nữa. Tại vì sao? Những cái gì bà tạo ra đó là những cái gì mà tạo ra, gieo những cái hạt mầm tốt cho đất nước Việt Nam chúng ta. Và điều đó chúng ta cần phải trân trọng và nên nghĩ sâu xa một chút xíu. Và bà không có mượn hoa cúng Phật, bà dùng chính đồng tiền của bà tạo ra, chính doanh nghiệp của bà tạo ra để giúp cho những đứa bé đó. Còn đa số cái đám còn lại gây quỷ, giống như cái vụ trái vừa rồi, cái thằng thợ hát đó quý vị, cái thằng thợ hát mà gào gào đó, tổ chức chương trình hát cũng sao, lấy tiền từ túi khán giả để cho những người mà ngoài Hà Nội trong vụ cháy chung cư mini Hà Nội thì sao, họ cũng mượn hoa cúng Phật, cũng lấy tiền từ khán giả thôi. Rồi chi, rồi báo chí đang rần rần, Mít Tư Đàm đã hủy bỏ show rồi tổ chức chương trình hát này nọ, báo chí đang rần rần rồi sao, để PR tên tuổi của anh ta. Nhưng mà thật sự lương tâm của anh ta thấy không có từ trái tim. Từ trái tim là ngon, mày móc tiền túi bán nhà bán cửa mày lo hết cho hả 50 mấy hộ gia đình bị cháy đó mới hay, chứ không phải lấy tiền từ những người mạnh thường quân, lấy tiền từ những người nghèo khác, hay lấy tiền từ khán giả của mình, thì cái đó giống như mượn hoa cúng Phật thôi, đúng không ạ? Cái đó là quan điểm của Candy. Tại vì rõ ràng bà đang gieo từng mầm sống, mầm sống, và những mầm sống đó sau này sẽ trở thành biết đâu chừng là những người rất ít, những thiên tài, những khoa học gia, những người y sĩ, bác sĩ, dược sĩ, rồi những người thần y thật sự, chứ không phải thần y dởm, thần y lăng băm sao quý vị, đúng không? Đó là những mầm non của đất nước đó. Những mầm non đất nước. Tại vì Candy thấy đa số là những người mà vượt khó đó, là đa số là sinh ra trong nghèo khổ. Thì dĩ nhiên cũng có một số người gọi là sinh ra, gọi là nền tảng đã giàu có sẵn, người ta gọi là gì quên rồi, tự nhiên không biết, quên cái khúc này, gọi là sinh ra trong, gọi là vạch xuất phát của họ đã giàu sẵn thì mình không nói. Còn nếu mà Candy nhìn lại mà cái quãng đường phát triển của nước Việt Nam mình, hay là những người mà triệu phú tỷ phú của thế giới, đa số họ cũng sinh ra trong một gia đình rất là bình thường, nhưng mà họ vẫn phát triển, giống như là gì đó, cái người mà phát minh ra cái bóng đèn là gì, cái gì đó, cũng là gia đình rất là nghèo, rồi bị tự kỷ nữa quý vị, trường đuổi học, và cuối cùng vẫn là một trong những nhà khoa học nổi tiếng, tự nhiên quên tên quý vị, trời tự nhiên Einstein, phải không? Einstein, phải không? Không, tự nhiên cái tới nói tới đây quên, tại Candy cũng hay Edison. Edison đúng rồi, Edison. Thì đó, có nghĩa là cũng bị đuổi học, rồi bị bệnh tự kỷ đâu này nọ, thì cuối cùng người ta vẫn là một trong những người nổi tiếng và phát minh ra cái nguồn điện cho chúng ta, ví dụ như vậy. Ý Candy nói là biết đâu chừng những cái người mà có những trái tim tật nguyền được bà Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ thì sau này sẽ là một trong những người mà
có thể giúp cho nước Việt Nam của chúng ta tự hào hơn về có những nhân tài thì sao? Đó đó là cái mà thật sự là bà dùng tiền của bà, nên mình nhắc lại một lần nữa là dùng tiền của bà chứ không phải như cái đám kia là mượn hoa cúng Phật. Ok, mượn hoa cúng Phật mà phát 10 tờ 5 triệu mà phát còn có 6 tờ rồi đủ thừa là mệt mỏi, cũng là người thường rồi phát thiếu này nọ quý vị. Ủa mình mệt mỏi sao mình không phát 20 tờ đi đúng không? Tại sao mình mệt khôn như vậy phát có 6 tờ thôi quý vị đúng không? Và rõ ràng cái đó là sự thật, mình không có vu khống. Cô ta cũng lên mạng, cô ta cũng lên đính chính, lên báo chí đính chính là tại vì cô ta đêm đó thiếu ăn, thiếu ngủ gì đó nên phát thiếu là chuyện bình thường, cũng là người bình thường nên phát có 6 tờ mà đếm thành 5 triệu, quy thành 5 triệu. Đúng không? Mà sao khôn vậy anh? Đúng không? Ví dụ như quý vị nghĩ đi, mình mệt quá thôi, hay gì phát 10 tờ tôi phát tại 15 tờ hay 20 tờ đi. Tại sao mà cái thiếu gì mà thiếu một cách kỳ lạ, phát có 4 tờ mà người quy là 10 tờ hay là phát có 6 tờ 500 ngàn thì lại cho là 5 triệu, thì cái đó quý vị thấy rõ ràng đó là cái sự mưu mô xảo quyệt và gọi là xảo miệng nó quy xảo ngôn đó quý vị. Thì đó, nên mỗi ngày lần mà Candy coi lại những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc mà những cái người thủy tinh đồ này nọ làm những cái điều sai trái đó đó mà dám kiện bà Nguyễn Phương Hằng rồi đòi mấy chục tỷ rồi cuối cùng hình như ngày đó ra về trắng tay. Đúng rồi, đúng rồi. Cái ngày mà bỏ ra thủy tinh mà đòi từ mấy chục tỷ quý vị trở thành không đồng ra về trắng tay thì không biết là cô ta có nhục hay không, thì thật sự Candy nếu mà Candy là Candy cảm thấy rất là xấu hổ. Thì đúng rồi đó, vậy cho nên công nhận quả thiệt á. Mà sao đến như thời điểm này mà những khán giả họ vẫn chưa hiểu ha, tại vì họ nghe dẫn dắt riết bởi những cái kênh YouTube đó em, xong rồi cái họ bị nhiễm luôn em. Rồi họ cứ nghĩ rằng là thật không à? Không, mà bây giờ nói mà một số kênh mà nói xấu bọn cái vô hàng hình như không còn nhiều nữa anh hả? Không còn hay là nhiều, tại em không coi? Không còn, mà bây giờ anh thấy lạ là tại sao Đinh Lan lại là không có bị coi như là cơ quan chức năng họ rời gáy ta? Không biết là có một cái bảo kê một cái gì đó. Bây giờ em phát hiện ra nữa là tại sao mà Vy Oanh ngày hôm đó đến tòa cô Bông Lan Trước Muối lại xin là khoan hồng cho Nguyễn Phương Hằng không? Là tại vì quý vị biết là bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo lại Vy Oanh đúng không ạ? Đúng rồi, chắc chắn. Và quý vị còn nhớ cái clip mà Vy Oanh lên mạng lại cầu cứu là tôi có ba con, tôi là quốc tịch Mỹ và tôi là thường trú nhân của Hoa Kỳ và tôi xin mọi người hãy cứu mẹ con tôi rồi nổi quý vị. Là rõ ràng sao? Tại cô ta có tật mới rục rịch. Chứ nếu mà giống như mình ngay thẳng mà ai mà kiện mình giống như Candy ngay thẳng tôi về Việt Nam phà phà, ai vu khống tôi cũng về phà phà, tại vì sao? Mình biết là mình không có phạm luật, không có phạm pháp, không có vu khống ai hết trơn, mình cứ tung tăng thoải mái. Còn này này, tại sao cô Vi Anh khi nhận được được đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng rồi bị triệu tập bởi cơ quan chức năng thì bắt đầu lại lên mạng cầu cứu rồi muốn phóng về Mỹ, phải chăng muốn tẩu tán hay là muốn thoát tội thoát nạn? Và tại sao ngày hôm đó đến tòa với cái việc đạo mạo là gọi là đạo đức giả đó, xin là giảm án hay là khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng? Thì quý vị thấy rõ ràng cô ta biết đây là lượt đi, và lượt đi rõ ràng cô ta đã nhượng bộ rất là nhiều, tại vì cô ta biết lượt về bà Nguyễn Phương Hằng mà đá ngược lại một cái thì chưa chắc Vi Anh có thể thoát tội quý vị. Tại cô ta chỉ là thường trú nhân của Mỹ thôi, cô ta không quốc tịch Mỹ nha, không quốc tịch Mỹ mà thường trú chân của Mỹ thì chỉ là cô ta không phải là người công dân Mỹ mà còn đang là công dân của nước Việt Nam của mình, mà cô ta cũng mang tội giống như bà Nguyễn Phương Hằng, thì cái việc mà ngồi tù mà với một ca sĩ như cô ta, ca sĩ mà gọi là sắp hết thời mà đẻ ba đứa con như cô ta rồi, thì thật sự mà sau khi ngồi tù chừng năm thôi ra ngoài không ai mướn được quý vị, không ai mướn rồi đó. Lý do tại sao mà Viu Anh bây giờ cũng sống trong nỗi mà hoang mang lo sợ đó. Và cái đêm rất mong mà cái lượt về thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ đá một cách rất đẹp cho mình để mình cảm thấy gọi là đã cái nư đó. Tại vì ba nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng không có làm gì mà lo lớn lao, còn bị 1,5 năm thì Viu Anh lên khịa bà Hằng nhục mạ nói xấu cho khán giả tấn công bà Hằng kích động với quý vị, mấy người mà gọi là đứng sau lưng mà xúi 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 cái đó tội nặng, cái tội chủ mưu á thì mới là nặng, tại vì chính Viu Anh là người chủ mưu để cho những cái người khán giả của mình tấn công bà Hằng một cách hùng hùng hồn, và chính Viu Anh cũng là người khịa bà Hằng rất rất là nhiều mà còn bằng chứng. Lý do tại sao bà Hằng kiện ngược lại thì Candy hy vọng rằng cái lượt về thì nếu bà Hằng bị 3 năm, những người nhân viên của bà Hằng bị 1,5 năm thì cô Vi Oanh này cũng phải bị ít nhất trên 1,5 năm, thì cái đó mới là phiên tòa mà thỏa mãn lòng dân được. Đúng không? Thì bà, nếu mà nó nghĩ nó đúng tại sao nó cầu cứu? Đúng không? Tại sao làm clip cầu cứu cứu ba mẹ con tôi rồi nọ đó, thì đó lý do tại sao mà quý vị biết là lượt về nhiều khi còn những cái đề tình tiết mà gay cấn không chừng nữa. Được đi lượt về còn đá lung lưu nữa chị, đá lung lưu nó hiệp phụ nữa, xong hiệp phụ xong mới lung lưu anh. Có một người nói là nếu nói về làm từ thiện thì ở Việt Nam bà Hằng không là gì so với ông Phạm Nhật Vượng và vợ chồng ông Gôn Long Thành. Không biết là Phạm Nhật Vượng với là vợ chồng Gôn Long Thành này ông làm được cái gì ta?
Thì cũng có làm từ thiện đó, chắc chắn là phải có đó, không có. Dạ. Nhưng mà làm được cái gì mà mình mà nổi bật không? Em có bao giờ nghe tin về ông vợ chồng ông Lê Long Thành với lại ông Phạm Nhật Vượng không? Mà làm cái gì đó mà từ thiện mà nổi bật nhất luôn á. Làm trường kỳ kháng chiến, làm hàng năm này qua năm cái đó, những cái chương trình gì đó mà không biết là khán giả có khán giả nào biết chuyện đó không? À, thật sự thì bây giờ cho lộng Phạm Nhật Vượng ổng có làm và VinFast cũng bị đánh phá, nhưng Candy nói cho quý vị biết VinFast tại sao bị đánh phá, tại vì sao? Tại VinFast đang vươn ra tầm quốc tế. Khi mà mình vươn ra, mình là một con cá, mình bước ra đại dương đó, và VinFast đã lên sàn Nasdaq rồi đó, thì dĩ nhiên là mình trở thành public của thế giới, mình có quyền bị sự chỉ trích của thế giới, giống như bà Nguyễn Phương Hằng đang nằm ở Đại Nam, nằm trong gói gọn của đất nước Việt Nam, thì bị đánh phá trong nước Việt Nam mà thế giới nhiều khi còn chỏ mỏ vô, giống như Thiến Dũng Nam Quang. Còn đừng nói chi ông Phạm Nhật Vượng đã ra tầm quốc tế rồi, đã lên sàn Nasdaq của Mỹ rồi, thì cái việc mà VinFast bị đánh phá đó là chuyện bình thường. Và cái vấn đề về xe của VinFast bị đánh phá đó là chuyện bình thường, tại vì sao? Người ta đánh phá dựa trên sự thật. Còn cái vấn đề mà ông Phạm Nhật Vượng ổng làm chuyện này chuyện kia đó thì ông không bị đánh phá hoặc là không có bị nổi giống như bà Nguyễn Phương Hằng. Tại sao? Tại vì ông Phạm Nhật Vượng ông đâu có lên mà ông vạch trần lăng băm, có nghĩa là ổng thuộc dạng là ô thân tao tao lo, còn à thân ai nấy lo, xã hội tan nát kệ, miễn tao giàu được là tao bay qua Mỹ chơi vợ con giàu được rồi, đúng không quý vị? Có nghĩa là sao? Ổng không quan tâm tới sự đời. Chẳng hạn như ổng có 1.000 tỷ, ông bỏ ra 100 tỷ, ổng đi cho người nghèo đó siết no more, và ổng không có quan tâm là thần y dởm chữa bệnh người ta móc họng hay là bẻ tay bẻ chân gãy tay chân, không khe. Ổng không khe cái chuyện mà Hoài Linh 18 tội 14 tỷ đó có giải ngân hay không, ổng khe kệ, mày không giải ngân ăn giọng hết cũng được. Ổng không có cái khe cái chuyện mà cô Thủy Tinh này đó có phát hết số tiền hay không, có ăn chặn tiền từ thiện hay không, ổng không khe. Ổng không khe cái vấn đề xã hội, ổng chỉ khe là doanh nghiệp VinFast của tôi, doanh những cái vấn những cái khoản đầu tư của tôi phát triển và tôi sẽ trích một phần đầu tư đó, thì ổng cũng lấy từ dân chúng chứ đâu ra, ổng lấy từ cái khoản đầu tư là từ tiền đâu ra, tiền từ đầu tư cũng lấy từ trong dân, thì trong dân ổng trả lại một phần cho dân, đó là chuyện bình thường thưa quý vị. Còn ổng không khe những chuyện khác, còn bà Hằng thì khác. Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng nổi là tại vì sao? Ngoài cái việc mà bà kinh doanh, bà cũng chia lại đồng tiền cho người dân, đó là chuyện giống như Phạm Nhật Vượng hay giống như những người khác. Và cái vấn đề thứ hai, bà dám vạch trần sự thật, bà dám đối đầu với sự thật, và thậm chí bà lấy cả danh dự của bà ra, bà lấy cả đó, bà phải đánh đổi cái chuyện bà phải tù tội ra để chi, để bà vạch trần sự thật ra. Mình bây giờ mình không nói cảm xúc ghét hay thương, mình đang phân tích là mình bỏ ra cái vấn đề nghệ sĩ riêng, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh riêng, nhưng mà rõ ràng 14 tỷ Hoài Linh có ăn chặn hết 6 tháng không giải ngân không? Có. Bà nói đúng, bà đâu nói sai. Ông Võ Hoàng Yên có phải lăng băm lừa đảo không? Có. Nếu ông không lừa đảo tại sao ông câm cái bản họng ông và ông không đi chữa bệnh nữa và ông bị tịch thu giấy phép rất là nhiều. Mình đang nói hai vấn đề đó, bà đã phanh phui rất đúng sự thật. Còn cái vấn đề mà bà chửi người này, bà chửi người kia thì từ từ hạ hồi phân giải, còn luật về mình đánh tiếp. Thì ý anh đi nói mình đừng có gì cái một cái sai của bả mà mình gom hết những cái điều mà bà đang phanh phui ra rất là đúng, nên mình không thể nào dùng cái phạm trừ so sánh giữa VinFast, Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Phương Hằng. Nói cái vấn đề mà cái động cơ hành động, cách sống, quan điểm sống đã khác nhau. Và thêm cái giới nữa, cái điều nữa đó là bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những người phụ nữ đầu tiên dám làm, dám chơi, dám chịu công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, và đồng thời bảo đảm như quốc võ. Có cái điều nữa là tụi nghệ sĩ, thậm chí rất nhiều người ghen ghét với bà. Cái thằng mà thằng thợ hát đó quý vị, từ thợ hớt tóc lên thợ hát, rồi cũng phải hả nhờ báo chí đánh bóng tên tuổi, viết bài PR cho mình đồ này nọ khóc kể, rồi nó còn bêu xấu mẹ nó quý vị, lên nói mẹ nó cờ bạc này nọ, đem chi câu like câu view. Và cuối cùng cái lượng khán giả follow nó đồ này nọ, nó livestream cũng chỉ có vài ngàn, vài chục ngàn người coi, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ rất bình thường, nhan sắc cũng bình thường, ăn gọi là lời nói cũng gọi là bóp chát dữ dội này nọ bình thường, mà livestream một lần vài trăm ngàn người coi, thậm chí hàng triệu người coi, thì tụi nó phải ganh tị, trời ơi tao build up quá trời, bỏ một đống tiền để đánh bóng tên tuổi này nọ hả, dành cả thanh xuân 20 năm trong nghề, 30 năm trong nghề mà không bao giờ có một cái lượt view, một lượt khán giả như vậy, trong khi bà này hát không hay, nhảy không đẹp, ngoại hình bình thường đời nọ, tại sao bà livestream lại quá nhiều người coi? Thì cái đám nghệ sĩ mà cho rằng là hạng A đó quý vị, họ cũng ganh tị với bà đó, lý do tại sao mà cái đám bầy đàn nó nhào vô tấn công bà, tại vì sao? Người ta coi bà rồi người ta hết coi tụi nó luôn. Đó là cái
cái suy nghĩ của Candy mà Candy biết suy nghĩ là tại sao cái đám nghệ sĩ này mà nó ghét bả vậy, là bả phanh phui tụi nó một phần và tụi nó ganh tị với bả một phần. Không biết Quách Võ có ganh tị không, Quách Võ cũng làm trong nghệ thuật. Em đừng cái đám nghệ sĩ nha. Ôi, xin lỗi, một số một số nghệ sĩ đứng về phía bà đối diện đó, cái đi dùng sai từ đó, bởi vì chính vì dùng khai sừng vậy mà thằng bán xà bông bóng xà bàn nó cắt cái khúc này ra, cái nó là nhỏ này chửi nghệ sĩ. Nhưng mà thật sự xin lỗi quý vị, Candy không có nói là cái đám, mà Candy phải nói là một số nghệ sĩ thì đúng không. Mà thật sự Candy dùng cái đám á, có thể là hơi nhiều, nhưng mà gọi là cái đám là số đông, một số hay là cái đám thì số đông. Nhưng mà Candy nói là Candy không có dùng từ là tất cả nghệ sĩ, trừ khi mà em dùng on nha anh, em dùng tất cả. Còn cái đám ở đây tiếng Anh là xong thì cũng chưa có gọi là Candy World đủ cả nắm, mà Candy nói cái đám thôi, đám người là Candy nói cái đám mà nó chơi với nhau thôi, chứ Candy đâu có dùng là Candy nói là tất cả các nghệ sĩ. Thì Candy sai, thật sự là Candy đang nói luôn bao gồm Quốc Võ trong đây, nhưng mà Candy dùng là một số hay là cái đám thì thật sự thì cũng đúng, mà tại vì maybe là mình dùng một số thì nó sẽ hay hơn cái dùng cái đám. Sorry, không dính anh Trọng đừng lo. Còn rất là nhiều những nghệ sĩ chân chính khác ở ngoài nữa, không ai biết, giống như Lý Hải đồ này nọ đó. Làm từ thiện, tự móc tiền túi mình ra, tự cống hiến cho nghệ thuật. Chẳng hạn như Candy rất là quan tâm tới cái cặp mà Lý Hải với Minh Hà, quý vị. Candy rất là thích cái cặp vợ chồng trong giới nghệ thuật này. Họ làm từ thiện rất là âm thầm, họ sống rất bình dị, họ cống hiến cho nghệ thuật một cách rất rất là nhẹ nhàng. Và đó là một trong những cái cặp mà Candy rất rất là ngưỡng mộ. Dạ. Đó, thì nói chung là em phân tích thì cũng cái chí lý đó. Xin lỗi nha. Nhưng mà cúp sân khấu. Tại vì em đang livestream mà, bữa nay anh không like, để cho em like cho nên là mất khán giả họ vào xem nhiều. Đó, thì vậy. Đó. Chết rồi, có người nói ngồi bên cạnh nghệ sĩ mà Candy cứ nói nghệ sĩ vậy người ta chạnh lòng nên tinh tế. Sorry, là tại vì Candy đang nói một số thôi chứ Candy mới có vỏ, tại vì đơn giản là Candy tin rằng anh Quốc Võ không có chạnh lòng, tại vì anh Quốc Võ hiểu được cái tánh của Candy. Đúng không? Tại vì anh Quốc Võ dù sao cũng đã làm việc Candy cả năm trời, hiểu được cái tánh nết của Candy, và cũng như là anh Quốc Võ hiểu được chính mình. Anh Quốc Võ hiểu được chính mình là biết à, Candy đang nói về ai. Đúng không? Trừ khi á, mình có tịch mình mới rụt rịch mới nhột, chứ thật sự chẳng hạn như người ta nói, ví dụ như mấy cái thằng bá dơ đây nói Candy làm gái, Candy đâu có nhột quý vị. Tại vì từ đó cho ta làm chủ không đâu ra làm gái, ví dụ Candy không nhột. Nhưng nếu mà mình có làm gái mà người ta nói mình mới nhột, giống như mình đang đi cắp món đồ, ví dụ Candy đang cắp món đồ này, Candy cầm trong tay cái người ta nói Candy ăn cắp á. Lúc đó Candy mới nhột, tại sao thật sự tôi đang cắp thật sự. Nhưng mà mình người ta nói ờ Candy mày đang cắp chiếc nhẫn hộp xoàn mà trời trong người từ đầu tới chân không có cái chấn hột xoàn, thì đó lý do tại sao Candy vẫn ngồi ung dung tự tin. Mày lại mày xét đi đâu có, thì nên không có gì phải nhột, trừ khi người ta nói có tịch mới rụt rịch. Nên Candy tin rằng Quốc Võ hiểu được Candy đang nói gì, đang làm gì, và anh cũng không có gì phải nhột. Nhưng mà có thể là mai mốt Candy sẽ tinh tế hơn tí xíu. Tại nhiều khi thẳng nó cũng được. Không, anh này thì hiểu em mà, nhưng mà anh sợ nó đụng chạm đến những nghệ sĩ mà chân chính khác không ở ngoài á, vì vậy thôi, cho nên mình cũng mà em tin rằng nếu là nghệ sĩ chân chính, nếu là nghệ sĩ có tâm có tầm và đã gọi là chân chính, thì không bao giờ họ nhột và không bao giờ họ sẽ đếm xỉa với những gì Candy nói, tại vì người ta đã chân chính, người ta cứ thẳng một đường mà đi. Nếu ví dụ vị nghĩ đi, Thủy Tinh á, mà cô ta không ăn chặn tiền từ thiện, cô ta không có mà những cáo buộc của bà Nguyễn Phương Hằng không đúng á, thì cô ta vẫn tiếp tục mùa lũ về, thì tiên cứ đi làm lũ, mùa lũ về cô ta cứ đi là từ thiện này nọ. Chỉ tại sao từ khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt ra thì cô ta lại hơi khỏi làm nữa, giận lẫy đồ này nó không làm, bỏ luôn này nọ, quý vị thấy không? Đó là một trong những vấn đề. Và tại sao từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt vấn đề từ thiện thì một số nghệ sĩ khác họ vẫn tiếp tục làm, họ vẫn đi giúp đời, giúp người, đi vẫn đi chia sẻ cho những vùng sâu, vùng xa, những mùa lũ gì. Và một số nghệ sĩ thì tự ái không làm, tại sao kỳ vậy? Cũng là nghệ sĩ với nhau, cũng là đi làm từ thiện, mà tại sao lại có hai cái phản ứng trái chiều, và một người vẫn tiếp tục làm sao khi bà Hằng bóc phốt và bên kia lại dừng lại? Thì quý vị tự hiểu vậy thôi, thông minh cũng tự hiểu. Đúng không? Tại vì bà Hằng bóc phốt, nếu mà vậy thì Lý Hải với Minh Hà cũng đủ thừa, nó cho ơi bà Hằng đủ trừ làm từ thiện thôi, tôi cũng đi giúp đời giúp người. Nhưng Lý Hải và Minh Hà vẫn làm bình thường quý vị, vẫn hai vợ chồng vẫn bỏ tiền, vẫn đi làm từ thiện bình thường. Thì để mình thấy rằng những người chân chính không có gì phải nhột, không có gì phải ngại, họ không có gì phải xấu hổ với khán giả của mình hay xấu hổ với những người tin yêu mình. Tại vì sao? Từ xưa tới giờ họ đã sống ngay, sống thẳng, sống theo lẽ phải rồi, thì không có lý do, không có cái gì mà có thể làm lung lay được ý chí, không có gì làm lung lay được cái tâm, cái tầm, cái đức của họ, giúp cho đời, giúp cho người, không bao giờ thay đổi được họ. Chỉ có những người sống gian manh, cái gió ngọn gió đưa qua cũng sợ, hay ai nói bóng nói gió cũng nghĩ là mình, tại vì sao mình quá sai. Cái đó là tâm lý của con người, tâm lý mình nói tới đây chắc ai cũng hiểu, tại là con người của mình đôi khi mình cũng có những sai trái, ai nói gì mình cũng nhột, mình đơ là như vậy đó quý vị. Thì Candy tin rằng, thì Candy nói tới đây thì những người nào mà là chân chính thì người ta sẽ không có
khe cái chuyện Candy có. Còn những người mà gian manh, gian xảo, xảo trá thì tự động họ sẽ rất nhột và rất xấu hổ vậy thôi. Chết rồi. Quyết định gì đi. Quyết định gì đi. Nhưng mà bước bỏ sẽ không có trách Candy đâu. Biết cái ta cái nết của Candy thì ông cũng để cho Candy nói cho đã cái miệng mà quý vị. À, chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh của Kèo Cọc Quân Sa đó. Tại vì bữa nay là khán giả em vô cũng khá đông cho nên là mình chào tổng chào chứ mình không thể chào từng người một được ha. Đó, người ta nói là tốt nhất hôm nay chỉ vạch mặt hai thằng Tiến Dũng tham quan thôi. À, em có để ý anh không, Facebook anh dạo gần đây không, mấy ngày vừa qua từ lúc mà 21 tây tháng tới giờ em thấy Facebook anh có gì là lạ không? Em có để ý những cái bài post của anh không? Được. Like không à, là dạo vậy thôi đó. Là dạo không cứ vô đọc vô coi gì hết hả? Không, cũng coi. Ủa là gì đâu, đâu có gì lạ không? Em à, anh post gì mấy nghệ sĩ hả? Đúng rồi, thì cái Facebook anh bữa giờ là anh chỉ nói về chuyện bà Hằng. Yes. Đúng không? Mà xưa giờ anh không có nói đúng không? Dạ. Hồi xưa giờ em có bao giờ thấy anh bỏ lên Facebook chuyện drama xã hội gì đâu, đúng không? Nhưng bây giờ mấy bữa nay thấy lạ. Lạ đúng không? Đó là cái điều lạ đó. Thì tại vì anh muốn đồng lòng chung với lại, tức là hồi xưa giờ thì anh chỉ làm chuyện bà Hằng á ở trên YouTube thôi. Chứ anh không có làm trên Facebook cá nhân mình. Facebook cá nhân mình thì anh chỉ có là post những cái hình ảnh của anh chụp này nọ, được review phong cảnh đẹp này nọ thôi à. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ rằng là tại vì cái Facebook của mình nó cũng bắt đầu nó cái lượng follow nó nhiều quá, thì anh cũng muốn là những cái điều mình nói ra, sự thật của mình á, nó vang xa hơn. Nó không chỉ gói gọn ở trong YouTube mà nó còn Facebook nữa. Đó, và tại vì cái công cuộc mà chiến đấu chống cái ác đó, thì nó bắt đầu nó đi vào cái đoạn cuối đó. Đó, cho nên thì mình cần sự đồng hành của khán giả nhiều. Và bên cạnh đó thì một số những cái người mà nghệ sĩ mà chân chính hồi nãy mình mới nói á, họ cũng bắt đầu họ lên tiếng. Tại vì lâu nay thì họ còn ngại thứ nhất là va chạm với lại những đồng nghiệp, rồi những bầu số, rồi những này nọ. Nhưng mà bây giờ thì họ bắt đầu họ lên tiếng, bây giờ nghĩ rằng là đến thời điểm rồi, đến lúc phải là vạch trần những cái xấu xa ra. Cho nên họ lên tiếng, thì vì lý do đó mà anh cảm thấy rằng là mình có thêm được một cái cánh tay của những người nghệ sĩ cho chân chính, họ hiểu. Cho nên là vì lý do đó mà mình bắt đầu mình cũng lên tiếng. Nhưng mà anh post trên Facebook như vậy, anh có sợ là những người mà không yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng, ghét bà Nguyễn Phương Hằng, phe đối lập còn lại mà vô tình cũng là những người bạn của anh, những người khán giả của anh hay là những người khách hàng của anh, như vậy anh có sợ họ lại mất đi một cái lượng fans như vậy không? Thì anh có nghĩ tới chuyện đó chưa? Anh nghĩ chứ. Cho nên trước khi mà anh bấm vô cái nút mà send đi á, tức là cái nút mà share mà bắt đầu, thí dụ như mình viết một cái bài viết rồi không, hoặc là mình chia sẻ một cái hình hoặc là một cái video gì đó, trước khi anh bấm link là anh cũng ngồi anh suy nghĩ không 3 giây. Dạ. Nhưng mà điều cái khi mà mình đã bắt đầu mình quyết định mình chơi rồi đó, thì mình chỉ suy nghĩ cái clip đầu tiên thôi, cái post đầu tiên thôi. Còn những cái post những ngày sau đó thì anh không còn suy nghĩ nữa. Bởi vì trước khi anh viết thì anh cũng viết cho nó rõ ràng, dựa trên những cái gì mà báo chí họ đăng và dựa trên sự thật, cho nên mình không có sợ. Thứ hai nữa rằng là mình phải mạnh mẽ hơn chút xíu nữa để mình tiếp bước theo những cái bước chân của những nghệ sĩ chân chính mà lão thành đó. Bởi vì bây giờ họ lên tiếng, ví dụ như cô Bảo Yến nè, anh Duy Phương nè ha, rồi một số những nhân vật nữa mà còn đang giấu mặt nhưng mà họ chưa muốn đưa tên ra, nhưng mà những nhân vật là những nhân vật phải là lớn, cái cổ thụ trong làng âm nhạc Việt Nam đó. Nhưng mà họ có nhắn tin cho anh rất là nhiều, nhưng mà họ nói rằng là để chờ một thời gian nữa đi rồi cô chú sẽ lên tiếng. Cho nên là vì lý do đó mà mình cảm thấy cái động lực mình cũng rất là mạnh. Tại vì em nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ có một số người sẽ anh sẽ mất một số người người không ưa mà Nguyễn Phương Hằng, anh sẽ mất họ. Nhưng mà em khi tin rằng cái chỗ mất đó thì những người khác sẽ thấy chân, gọi là gì đó, thay thế, sẽ có những người khác thay thế, là những người yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tìm tới anh nhiều hơn này nọ, nên không có sao hết trơn. Khi mà mình đi theo cái lẽ phải, đi theo cái điều mà lương tâm của mình cho phép đó quý vị, thì mình sẽ ăn ngon ngủ khỏe, và cái đi tin rằng mình sẽ có được những cái thành quả mà xứng đáng với những gì mình làm, mà đi theo điều đúng đắn. Còn hơn là mình làm mà bây giờ, ví dụ như bây giờ anh quay ra anh chửi bà Nguyễn Phương Hằng thì anh thấy lương tâm cũng gắn rứt, trong khi anh biết được quá nhiều điều tốt về bả, ví dụ như vậy. Hoặc là bây giờ mà anh đi binh vực nghệ sĩ
sĩ đi, mà trong khi anh biết là nghệ sĩ đó thật sự không tốt đi, mà mình vẫn binh vực của họ như vậy thì mình thấy cũng ngại ngại, đúng không? Ừ. Nên bây giờ em nghĩ là anh có thể mất một số khán giả đó, nhưng mà sẽ có những khán giả khác tìm tới anh, và biết đôi chừng anh càng mạnh mẽ hơn nữa, và đặc biệt là sau này mà mọi người càng hiểu ra sự thật hơn nữa thì anh sẽ càng có thêm một cái lượng fan hùng hậu hơn. Bằng chứng là em thấy kênh của anh càng ngày càng phát triển rồi, Facebook cũng có Quốc Võ càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn, và cái đây cũng thấy được là công việc kinh doanh của Quốc Võ càng ngày càng thuận lợi hơn quý vị, và thấy được thần sắc của Quốc Võ càng ngày càng tươi trẻ hơn. Đáng lẽ là người ta càng ngày càng phải già hơn, càng xuống sắc, rõ ràng quý vị thấy không? Từ khi mà Candy biết Quốc Võ giờ chưa thấy ông già đi miếng nào, trong khi cái thằng mặt sệ, cái con chó mặt sệ đó quý vị, con chó mà gọi là con bán xà bông, bán bông, con bóng muộn màng đó quý vị. Trời ơi, cái lúc mà Candy mới xuất hiện thì mặt nó còn sáng sáng quý vị, còn bây giờ trời nó như một con chó mặt sệ mà còn bị ghẻ đó quý vị, tại mặt nó mụn anh, mặt nó nổi mụn quý vị, thì cho mà hai cái mặt nó sợi xuống vậy nè, chân mày mà xăm 80 lần vẫn xấu, rồi đi trang điểm 80 lớp nó ra đường lúc nào cũng đánh phấn nha má. Còn Quốc Võ nè, ổng còn không xài sữa rửa mặt nữa, còn Candy không ngờ tại nhìn da ổng đẹp như vậy, Candy tưởng là cha này chắc cũng giới nghệ thuật thì chắc là cũng dưỡng da dưỡng cái ông nói không, hồi xưa giờ anh không dưỡng da mà quý vị, ổng không dưỡng da, ổng rửa mặt bằng nước lọc thôi, không xài sữa rửa mặt, rửa bằng nước lọc thôi quý vị, có nghĩa là ổng chỉ ăn mặt đẹp thôi chứ da là không chăm sóc, giống như anh Trí Lâm á, ảnh còn dưỡng da nha, dưỡng serum nhật trên mặt, uống collagen. Còn ông này á là Candy không ngờ luôn, ổng đi show đi diễn đi này nọ ổng cũng không có dưỡng da. Còn cái thằng bán xong kia trời ơi, đánh 80 lớp phấn trên mặt, còn đánh má hồng nữa quý vị, vẽ môi son, chân mày thì xăm hoài mà nó cũng bay, tại vì sao mấy thằng chân mày lừa lợt hay chết yểu lắm, nó phải ráng xăm lên, nó xăm hoài nó vẫn bay quý vị nhìn đi. Cái đi quý vị bây giờ vô kênh quý vị mở lên bấm cái đọp lên quý vị coi coi phải cái đi nó đúng y chang như con chó mặt sệ, nhớ nhìn nhìn cái mặt nó xong nghĩ tới con chó mặt sệ có thấy giống không biết à. Thì đó, thì nên rõ ràng thì khi mà anh theo điều đúng thì càng ngày càng tươi hơn. Ở đây có người chửi em, mới nói tươi tươi có người vô chửi em kìa, nói là kẹo làm video một mình đẹp nhưng livestream với người khác thì xấu quá do không sử dụng app làm đẹp. Trời đất quỷ thần ơi, gặp tôi bên ngoài thử đi, tại vì thật sự tôi không ăn hình thôi. mà không biết tại sao mà có nhiều người mà nói là mình livestream mà tôi đâu cần đẹp đâu, miễn trong mắt xuống những người yêu mến tôi và những người mà gặp tôi bên ngoài, không có đứa nào mà dám hả họng chơi tôi xấu được rồi, chỉ có những người nào mà ghen ăn tức ở mới chơi thôi, chứ thật sự em nghĩ đâu có nổi tệ, em nhìn thì cũng không nổi xấu lắm đâu, không anh? Thì đúng rồi, ai mà dùng từ xấu kỳ quá, bữa sau rút kinh nghiệm anh bạn dùng cái từ khác, không dùng từ xấu quá. Tại dùng xấu quá đúng không? Tại sao lại chơi phụ nữ xấu? Không biết. Mình dùng cái từ là không đẹp bằng lúc livestream một mình đúng không? Chứ sao dùng từ xấu? Thì đó, không phải kệ, không sao. Tại vì đơn giản vậy, Candy không biết là người đang nói cho Candy là người đàn ông hay đàn bà. Đàn ông thì coi như là hết xài mặc váy, còn đàn bà thì thật sự có thể là họ chỉ ganh tị với Candy thôi, tại vì họ không đủ bản lĩnh tự tin như Candy để ngồi nè, ngồi cho hàng ngàn khán giả coi, đúng không? Họ không đủ Candy tự tin như Candy để nói lên sự thật đó. Người nào mà ngon như tôi á, là mở kênh YouTube như tôi rồi lên ngồi nói giỏng dạc như tôi, nói lưu loát như tôi, mà dám đạch mặt những thằng biến thái, những thằng đầu đường xó chợ, những thằng nghiệt xúc xúc sinh á, thì như tôi thì mới đấu được bằng tôi, mới nói được với tôi. Còn bạn không ngang tài, ngang sức, ngang trình, ngang độ, ngang đủ thứ gì tôi, thì bạn chỉ là những cái thứ mà gọi là cắn quần, lai quần của tôi thôi. Mà tôi không mặc quần cắn hoài không tới, đừng lo tôi mặc váy không, hiểu không? Nên bớt lại. Không, cũng có thể là cái người này là họ cũng không có ý gì xấu đâu. Không ý xấu mà, anh hả? Cái người ngược dòng này là chửi em mỗi ngày, chửi membership. Ồ vậy hả? Nhưng mà em không có biết lóc. Luôn hả? Em biết luôn hả? Dạ, yeah, em Candy okay. Không lóc. Tại Candy nó biết nó là con chó ở đâu xuất hiện, nên thì Candy để cho nó vô vậy thôi, để Candy chửi để nó nghe, chứ bây giờ lóc nhiều khi nó không nghe. Tức là biết rồi ha. Ngày nó vô chửi em á, nó bóp gì cũng lên vô chửi, vô thằng nhục mạ vậy. Mà chỉ có nhục mạ xấu thôi, chứ ngoài ra còn gì đâu, với vô khống làm cà phê thôi, trời đất ơi. Ngoài ra vậy thôi chứ không còn gì khác trơn trọi. Hồi nãy em nói anh không sử dụng collagen, bây giờ anh sử dụng được không ta? Cái collagen hôm bữa này giờ bán tốt lắm em, tại vì coi như là khán giả họ ủng hộ, họ thấy là cái collagen của mình á, nó very good á. Không mà anh có uống thường xuyên không? Chắc cũng không uống đều. Không thường xuyên, không đều, tại bận quá mà đâu giờ uống đều. Không mà thật sự nha quý vị. Giống như Candy về Việt Nam vừa rồi một tháng, cái Candy không có đem theo uống, cũng nói chung cũng hết hàng, không có hàng, cái không đem theo uống để về mặt sơ sát. Nhưng mà thật sự bây giờ Candy uống lại xong là thấy rõ ràng luôn. Lúc mà về Việt Nam Candy ăn nhậu bên Việt Nam nhiều quá rồi, quý vị biết là bên Việt Nam bụi bặm nó bám vô da, nó làm cho da mình nó sần lên quý vị. Và khi mà về đây Candy rất là sợ, tại quý vị biết là mình không có được dáng đẹp rồi, mình không được đẹp với mua đồ mà người ta nói nhức dáng gì da mà xấu mà đem dục vô thùng rác luôn. Đó lý do tại sao Candy rất là lo lắng. Và khi mà Candy dùng cả một
3 tuần nay Candy uống liên tục lại từ khi về Việt Nam qua Mỹ đó, và thấy rõ ràng là từ cái cơ thể mình nó thay đổi, da mình nó mịn màng hơn, vô dù mình trang điểm nó đẹp hơn mà mình không trang điểm da mình nó vẫn đẹp quý vị, có là nó vẫn có độ căng độ mướt và nó không có bị nhăn. Còn lúc mà Candy bay từ Mỹ, từ Việt Nam về Mỹ, da nó sần lên rồi bắt đầu mụn nó muốn nổi lên, rồi nhìn sơ sát xấu xí, và rõ ràng collagen nó sẽ hấp cho cái làn da của mình từ bên trong rất là bơ phạt, và đồng thời nó ngủ rất là ngon. Chứ như quý vị nằm mất ngủ mình uống collagen này là quý vị sẽ thấy là mình ngủ rất là sâu và ngon. Và Vỏ đã bán chắc cũng cỡ 1 năm qua. Mà thật sự em hỏi thật, tới giờ phút này những khán giả mà mua hàng của anh đó, mà có người nào chơi không? Ví dụ mình nói thật có là họ không đó. Không bao giờ có một người nào chơi hết, mà họ đã tái ở đời 4-5 lần rồi đó. Thậm chí là... lúc mà không có hàng họ còn nhảy đông lắm luôn. Nói chung là cái hàng của mình tốt lắm, mà thậm chí bây giờ mấy người bạn thân của anh luôn á, ở San Diego cũng có nha. Ở ngay tại Busan mình cũng có luôn nha, là họ tới tận nhà để họ lấy. Và họ nói rằng là coi như là nhớ để dành lại cho tôi nha, cho nhớ nha cô collagen. Đó, họ sợ hết hàng đúng không? Họ sợ hết hàng cho nên nhớ để dành cho tôi nha, lúc nào vậy đó. Dạ, và cái đi nhắc lại các cô chú anh chị mà mua collagen á, là mình muốn uống ngon á, mình bỏ vô tủ lạnh. Mình để tủ lạnh thì uống sẽ ngon hơn, còn Candy thì không thích uống lạnh thì mình ấy. Thì một hộp như vậy nó có 10 chai giống như vậy. Và 1000% là sản xuất tại Nhật và được nhập chính ngạch về Mỹ. Và cái này nó làm từ cá, mình uống mình không có sợ mập hay sợ nổi mụn gì hết. Và tới giờ này Candy for sure guarantee với các cô chú anh chị, nếu mà mình mua mình uống khoảng từ 2 đến 3 tháng trở đi, quý vị sẽ cảm thấy thứ nhất là mình cải thiện được giấc ngủ của mình một cách rất ngon luôn, ngủ sâu và ngon. Thứ hai là da của mình cải thiện, những cái vết nhăn của mình nó đỡ hơn rất là nhiều. Thứ ba nữa là ai mà bị đau nhức xương khớp do thiếu chất nhờn, mình sẽ thấy được cải thiện rất là rõ rệt. Và tóc của mình nó, hoặc là móng tay của mình nó sẽ khỏe hơn. Và đặc biệt các cô chú mà bị cao máu và tiểu đường, mình rất là kén chọn trong việc uống supplement. Tại vì nếu mình uống collagen những hiệu khác mà mình bị tiểu đường á, mà nó ngọt quá, mình uống vô mình sẽ bị tăng cái lượng đường vô, và thậm chí mình có thể đi cấp cứu hay là mình làm cho mình làm mệt đúng không vậy. Tại đường mà mình nạp low sugar nhiều quá mình bị mệt. Riêng những người bị tiểu đường uống sản phẩm này vô, nó còn cân bằng đường huyết cho mình rất là tốt. Đó lý do tại sao mà khán giả của Vất Vỏ đa số là những người lớn tuổi, những cô chú lớn tuổi đó, họ mua sản phẩm này họ uống họ rất thích. Thích điều đầu tiên là họ thấy ngủ ngon, đỡ đau nhức xương khớp, và họ bị tiểu đường họ uống họ cảm thấy rất là an toàn. Và cái sản phẩm này đó là cái collagen, cái đi nhắc lại đó là collagen peptide thủy phân nữa, mình uống á mình không có sợ bị overdose, không sợ bị dư chất, cũng không có sợ mà bị tích tụ trong người của mình lâu dài, mình không có sợ bị tác dụng phụ. Và cái đây là công nghệ mới nhất của Hoa Kỳ với 94 năm kinh nghiệm về ngành dược phẩm. Và Quốc Võ đang có một cái chương trình hôm nay, anh có tặng có cái xịt ngủ không? Có. Không bự. Thì riêng chỉ có mua trên kênh Quốc Võ thôi. Còn kênh của Candy thì không có nha. Tại vì Candy không có mua cái chai xịt ngủ đó. Có order mà chưa có về. Thì Quốc Võ là riêng mua từ Quốc Võ thì quý vị sẽ mua 6 tặng 4, có là 540 đồng, quý vị sẽ được tặng thêm cái chai xịt ngủ. Có là không phải xịt ngủ, cũng đúng, xịt cho ngủ ngon. Cái này là Made in USA của một cái công ty chuyên về science, nghiên cứu về khoa học của Mỹ và đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế Hoa Kỳ, quý vị. Có nghĩa là những cô chú anh chị nào mất ngủ lâu năm, mình phải uống thuốc ngủ theo toa của bác sĩ này nọ, thì mình chỉ xịt khoảng 8 lần vô miệng của mình. Còn mình còn trẻ, con của mình nhỏ tuổi thì mình xịt khoảng 4 đến 5 drop, xịt 5 lần thôi. Thì mình sẽ ngủ rất sâu và ngon, nó sẽ giúp cho mình đỡ bị giật mình hay là ngủ sâu, hay mình sẽ thay thế cái thuốc ngủ được. Còn nếu mình bị mất ngủ xương xương thì mình chỉ uống collagen thôi là nó đã giúp mình ngủ rồi. Còn người nào mà bị mất ngủ đậm đà tha thiết, mất ngủ trường kỳ mà phải uống thuốc ngủ thì mình có thể xịt thêm cái này. Nhưng mà trước khi Candy nghĩ là trước khi mình xịt cái này thì mình uống collagen khoảng 1 tuần mà mình vẫn ngủ chưa quá sâu đó thì mình có thể xịt. Còn nếu mình đã ngủ sâu rồi mình cũng không cần phải xịt, mình để dành. Mình để dành để làm chi, để có những ngày mình bị stress mình mất ngủ thì mình sẽ xịt. Thì một chai như vậy á mà trên thị trường đang bán thì từ 35 đến 40 đồng, mà thường thường là 40 đồng mà không có hàng để bán luôn. Thì hôm nay quý vị mua 10 hộp này chỉ có từ 90 đồng một hộp, như quý vị 90 đồng một hộp có 10 chai, và quý vị mua 10 hộp thì chỉ còn có 540 đồng thôi. Đó, có nghĩa là mình mua như vậy mình tiết kiệm được tới gần 40 mấy% thì mình sẽ được tặng thêm một cái chai xịt như vậy. Và khách hàng ở Việt Nam hay Canada hay là những nước khác thì quý vị chỉ trả thêm tiền shipping nhiều hơn Mỹ tí xíu thôi, thì quý vị sẽ được sở hữu rất rẻ. Hàng một cái quý vị có thể search trên thị trường hàng của Nhật, 100% từ Nhật nhập chính ngạch về Mỹ, thì không có loại collagen nào mà giá tốt như Sugoi. Tại vì Sugoi khi mà nhà máy còn la tụi này tại sao bán thấp như vậy đó, tại sao mà cái giá tới 90 mà tại sao luôn luôn giữ cái promotion tốt cho các khán giả như vậy, khách hàng như vậy, thì tại Candy nghĩ rằng đây là một cái loại thức ăn cho cái tế bào của cơ thể. Nếu mà người ta mình bán cho người ta 90 đồng một hộp, người ta uống, người ta cũng có thể yêu mến Quốc Võ, người ta có thể mua một lần 90 đồng
Nhưng liệu người ta có thể mua suốt đời hay không, người ta uống hoài hay không, người ta ngán tiền. Nhưng nếu mà người ta chỉ bỏ ra có 5-60 đồng họ mua thì họ có thể lâu dài hơn, uống với mình lâu dài hơn để người ta luôn luôn duy trì được sức khỏe, tăng được sức đề kháng, làn da, xương khớp này nọ. Đặc biệt là những cô chú lớn tuổi không có làm ra tiền, chỉ ăn tiền già hay là tiền của con cái cho, hay là tiền lương hưu này nọ thôi. Thì khi Candy nghĩ tới điều đó, Candy mới bàn với vợ thôi, mình luôn mình giữ cái điều đó, mình có thể lợi ích một tí xíu nhưng mà mình có thể bán được cho rất nhiều người để họ có thể được xài hàng của Nhật với giá tốt nhất. Chứ không mấy là thật sự Candy với vợ giờ là không cần promotion, bán 90 đồng cũng được. Tại vì sao? Các khách hàng đã tin yêu sản phẩm, họ đã xài tốt rồi thì không có lý do gì mà họ còn nghi ngờ lăn tăn về anh em mình bán đồ như thế nào nữa. Nhưng mà Candy nói với vợ là thôi không sao á, coi như là họ là membership của mình, giống như hàng Costco vậy. Họ vô Costco họ lúc nào cũng mua được giá tốt thì lúc nào Costco cũng đông khách. Đó lý do tại sao mà Candy của vợ hơi cực tí xíu, tại vì hàng nó nặng quá đóng cũng cực, nhưng mà mình lấy số lượng khách hàng đông để mình bù lại những cái khoản cực khổ đó. Đó thì nói chung là mình nhắc lại là quý vị mua 2 hộp được tặng 1 hộp, mua 4 hộp tặng 2 hộp và mua 6 hộp được tặng 4 hộp và còn được tặng thêm một cái cây xịt spray là dịch giúp của ngon nữa. Thì cái đó đó thì nếu quý vị nào mà muốn order sản phẩm á, thì quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ với một cái số điện thoại là gì em? 714-247-9474 như vậy. 714-247-9474. Và Candy nhắc lại cái sản phẩm này xịt là Made in USA, còn cái collagen là hàng của Nhật. Và Candy Quốc Võ gần đây cũng có tham gia làm cho cái công ty này luôn. Có nghĩa là tại vì khi mà Candy Quốc Võ xài cái sản phẩm này thấy quá tốt. Ngoài cái vấn đề mà nó tốt cho giấc ngủ thì có những sản phẩm khác giống như là bột lúa mạch đó quý vị. Lúa mạch mà nó làm từ rau củ quả lên men đó, dành cho những cô chú anh chị hay là những bé nào mà mình không có thích ăn rau, hay là mình không có thời gian ăn rau mà mình ăn fast food, thức ăn nhanh nhiều quá, thì cái đó mình lại có những cái sản phẩm đó. Rồi có rất là nhiều cái vitamin cũng dạng xịt này nọ. Thì khi mà Candy Quốc Võ xài những cái sản phẩm đó, biết những cái sản phẩm đó rất là tuyệt vời, thì Candy Quốc Võ lại nhảy vô kinh doanh thêm. Kinh doanh thêm thì thật sự là gần đây thì anh Candy hơi bận nên Candy làm hơi ít hơn Quốc Võ. Quốc Võ làm nhiều hơn và Quốc Võ đã giúp cho cái team của Quốc Võ làm việc rất là tốt. Tốt về cái vấn đề là họ giúp cho họ xài được hàng tốt, biết được một cái sản phẩm tốt từ Mỹ và đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế Hoa Kỳ. Cái thứ hai nữa, Quốc Võ cũng giúp cho họ kiếm thêm một cái khoản thu nhập. Có người thì cũng kiếm được vài ngàn đô một tháng, có người cũng kiếm được hơn con số đó. Thì tùy theo cái khả năng của họ làm việc, tùy theo cái độ siêng năng cũng như tùy theo cái thái độ nghiêm túc đối với công việc. Nên các cô chú các anh chị nào mà ở Mỹ ha, nói chung ở Mỹ cũng được, ở Pháp, ở Úc, ở Nhật, ở Malaysia, ở Hàn Quốc, hay nói chung là khoảng trên 27 quốc gia, ở Thụy Điển cũng có nữa quý vị, thì mình có thể liên lạc với vợ. Có nghĩa là không phải chỉ ở Hoa Kỳ, mà ví dụ quý vị đang ở Úc, ở Canada mà quý vị thấy là ô mình đời sống kinh tế khó khăn, mình muốn làm thêm một job nữa online và muốn chung team với Candy Quốc Võ, thì tụi này sẽ chia sẻ với quý vị một cái công việc mới. Cái công việc này mình chỉ làm việc online thôi, mình có thể zoom, vô zoom nói chuyện với nhau, có nghĩa là hoặc là mình FaceTime giống vậy, mình ngồi mình nói chuyện với nhau để chia sẻ với nhau làm sao để kiếm tiền được, làm sao để có thể xây dựng được một cái công việc kinh doanh online như thế nào. Thì Candy nghĩ rằng thời buổi bây giờ là thời buổi 4.0, thay vì mình ngồi mình nghe YouTube chửi nhau thì mình cũng ngồi mình nghe một cái tí xíu 30 phút, thay vì mình nghe một tiếng đồng hồ Candy Quốc Võ chửi qua chửi lại chửi tới người khác, thì mình có thể dành khoảng 30 phút để mình tìm hiểu về công việc, cũng là nghe đó. Mà cái này nghe quý vị vừa mất thời gian, vừa nhũng não, vừa mệt mỏi, nhưng mình nghe cái khác để mình có thể kiếm được tiền, mình kiếm thêm thu nhập, hoặc là mình có thể có một cái khoản tiền income để mình về già mình không có sợ là mà là không biết ai nuôi mình, hay là không biết nguồn tiền từ đâu đến. Thì cái này cũng là một trong những cách mà quý vị sẽ có thêm một cái khoản tiền để mình dự trữ cho tương lai của mình về già, hoặc là lỡ như cái công việc chính của mình có trục trặc gì đó, hoặc lỡ như mà mình bị bệnh hay gì đó mình không có thể đi đến chỗ làm được. Tại vì đâu có ai nói trước đi điều gì, giống như quý vị thấy là đại dịch Covid vừa rồi đó ập tới, bao nhiêu người phải ở nhà đúng không? Thì nếu mà thời điểm đó mình có công việc này, mình ở nhà mình vẫn làm việc được đúng không vợ? Mình vẫn làm việc được. Nên nếu mà các cô chú anh chị nghĩ rằng sức khỏe của mình có giới hạn, rồi thời gian của mình không nhiều và mình muốn có thêm thu nhập nữa, thì có thể tham gia chung với Candy Quốc Võ. Và đặc biệt Candy nhắc lại là không phải chỉ ở Mỹ không, mà hình như là ở Anh, Pháp, nhiều lắm. Canada. Nhưng mà Việt Nam thì không được nha quý vị, trừ Việt Nam, không có Việt Nam. Bạn bè Candy nó nói gì cà chớn quá vậy. Muốn làm với Candy nhưng không có Việt Nam, có Canada nè, Mexico nè, Úc, New Zealand, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, rồi Đức, Hy Lạp đều có hết, mà trừ nước Việt Nam thôi. Trong khi là khán giả của Candy Quốc Võ chắc cũng khoảng 50% ở Việt Nam. Thì hy vọng rằng
Nếu thời gian tới mà các cô chú anh chị thích sản phẩm này bên Việt Nam thì Candy Gốc Vỏ có thể ship về bên Việt Nam, hoặc là sau này mà công ty có phát triển chi nhánh về Việt Nam thì Candy với Gốc Vỏ sẽ xung phong để về Việt Nam để giúp cho những khán giả của mình bên Việt Nam có thêm một cái sản phẩm tốt, cũng như có thêm một nguồn thu nhập, cũng như là có thêm một cái công việc kinh doanh online. Tại vì Candy nhắc lại, thời buổi 4.0 bây giờ mình cầm cái điện thoại thôi mình đã có thể kiếm được tiền, nhưng mà để kiếm được tiền từ cái điện thoại, từ cái việc mà mình nói chuyện với nhau FaceTime như vậy, thì dĩ nhiên mình phải biết được cái phương pháp. Và cái phương pháp đó thì Candy nghĩ rằng mình phải nghiêm túc, mình tìm hiểu, chứ không phải là sơ xài xài rồi mình nghe ba chớp ba nhán rồi mình nói hữu gì kỳ vậy, tiền đâu ra này nọ. Thì thật sự có nguồn tiền đâu ra, và gần đây thì có rất là nhiều người tham gia chung với Candy Quốc Võ và họ đã kiếm được tiền và họ đã cải thiện được một phần thu nhập của họ. Đó lý do tại sao mà Candy nói là anh Quốc Võ càng ngày công việc kinh doanh càng thăng hoa là vậy đó quý vị. Mà anh Quốc Võ càng thăng hoa thì sẽ có rất nhiều người cảm thấy tức tưởi, nhưng mà ta nói rồi, chó cứ sủa thì đoàn người cứ đi thôi, đúng không? Ta càng sủa thì mình càng nhìn về phía trước, không có ai cờ lũi vô bóng tối họ sủa, chứ ai nó sủa thì mình cứ để sủa. Nhưng mà Candy với Quốc Võ vẫn làm việc mình cần làm thôi, tới giờ mình đi ngủ, tới giờ mình kiếm tiền, tới giờ mình xài tiền, tới giờ mình đi du lịch, thì họ cứ nói xấu đi chăng nữa, thì những người mà hiểu Candy, hiểu Quốc Võ và hiểu được những giá trị mà Candy Quốc Võ mang lại thì họ đều rất là tán thành những gì mà hai anh em đang làm. Anh Nguyễn Đức Thọ nói rằng là rồi anh sẽ mua sao, chửi tiếp đi. Đó được. mua xong mới chửi. Không, là tại vì vậy nè quý vị. Thật sự là Candy nói rồi, cái drama nào cũng sẽ có hồi kết, đúng không quý vị? Có nghĩa là mình theo dõi drama mình cảm thấy rất là hứng thú, và thật sự cái khán giả bây giờ thì cảm thấy là rất là thích nghe chửi. Nhưng mà Candy nói rồi, có thật mới dược được đạo. Có nghĩa là hồi đó lúc trước thì Candy Quốc Võ chỉ bán hàng thôi, bây giờ mình biết thêm một công việc kinh doanh này rất là tuyệt vời, mình muốn chia sẻ với khán giả của mình nữa, nên Candy Quốc Võ mới muốn chia sẻ với quý vị. Tại vì ngoài quý vị coi drama đó thì mình cũng cần tiền để sống, rồi mình cần tiền để làm giàu, hoặc là mình cần tiền để mình đi travel around the world, mình đi du lịch khắp nơi, hoặc mình cần tiền để mình dự trữ cho con mình một khoản tài chính nào đó. Thì tại sao chúng ta không giúp cho những người khán giả yêu mến của mình có thêm về sức khỏe, có thêm về thu nhập này nọ. Đó lý do tại sao mà Candy quyết định đồng hành cùng Quốc Võ để tham gia cái công việc kinh doanh này đó quý vị. Chứ thật sự lúc trước á, là công việc kinh doanh của Candy nó đã rất là mệt rồi. Tại vì với cái việc mà phát triển thương hiệu, phát triển thị trường là Candy đã rất là bận. Nhưng mà khi Candy suy nghĩ rằng nếu mà mình làm như vậy là mình chỉ có một mình thôi, nhưng mà nếu mình được làm việc với tất cả khán giả của mình ở khắp nơi trên thế giới thì đó là điều rất là tuyệt vời. Không biết là anh Quốc Võ có được cái gọi là những người đồng hành với anh ở nước khác chưa? Hiện tại thì chưa. Nói chung là anh bây giờ cái mô hình kinh doanh của mình nó còn mới. Vì vậy cho nên là mình sẽ kết hợp với lại những cái người bạn của mình trước ở Mỹ trước. Và cũng hy vọng rằng là sẽ có sự đồng hành của những cái người khán giả ở khắp nơi trên 27 nước, và đặc biệt là tại Việt Nam. Tại Việt Nam thì cái quan trọng nhất ha, tại vì cái thị trường tại Việt Nam thì lớn. Và những cái sản phẩm như thế này nè, một trong những sản phẩm như thế này sẽ mình cũng mong muốn là về tại Việt Nam để cho khán giả mình dùng thử. No, ngoài cái vấn đề mà ngủ ngon xịt đúng không vậy, mình còn giống như vitamin C, vitamin D, calcium là tất cả đều xịt. Thay vì mình uống cái viên thuốc á, mình ngán lắm quý vị, uống bỏ cái viên, thấy viên em ngán nhưng mà xịt mình khỏe lắm. Và đặc biệt C đúng không vậy, quý vị biết là Covid đang trở lại nha. Mỹ là đang có một, nghe Candy đang nói có một số nơi cũng là bắt đầu là báo động về vấn đề Covid. Thì khi mà Covid thì quý vị thấy là người ta khuyến khích là sao, sử dụng vitamin C để tăng sức đề kháng và sử dụng kẽm để tăng sức đề kháng cho mình. Thì cái sản phẩm của công ty này nó có luôn C mà dạng xịt, nó sẽ thẩm thấu liền trong cơ thể của mình. Thì Candy nghĩ rằng thời gian tới đó là những sản phẩm mà Candy Quốc Võ có thể là đem về thị trường Việt Nam cho người dân Việt Nam xài với cái giá của Mỹ luôn. Tại vì cái này nó nhẹ, Quốc Võ, nó nhẹ nên có thể là tiền ship nó rất là nhẹ về Việt Nam, nên maybe là thời gian tới quý vị ở Việt Nam cũng có thể xài được sản phẩm này. Và nếu sau này mà công ty mà có mở chi nhánh bên Việt Nam thì quý vị ở Việt Nam có thể vừa xài sản phẩm mà có thể vừa kiếm thêm một chút thu nhập. Tiền mà tiền kiếm chân chính, kiếm hợp pháp, không có đi lừa đảo, không có trục lợi, không có là nghề từ thiện thì chúng ta có thể kiếm được. Mình kiếm hợp pháp không sao quý vị. Cái có nghĩa gì mình vừa bán hàng mình vừa chửi luôn, giống như mình kiếm tiền đúng không, mình đâu có làm nghề từ thiện đâu, mình kinh doanh một cách chân chính, sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế Hoa Kỳ, công ty hợp pháp, mình làm mình đóng thuế đàng hoàng rõ ràng, không có trốn thuế gì hết, thì tại sao chúng ta không làm đúng không anh? Mình đâu có trốn thuế, Candy với Quốc Võ vẫn khai thuế bình thường 1099 đàng hoàng quý vị, chứ không có chuyện mà là mình làm mình không đóng thuế, tại tất cả đều vô mã số an sinh xã hội hết. Cảm ơn em.
Thì nếu như quý vị nào mà muốn đồng hành chung với Kiều Ngọc và Quốc Võ đấy, thì cứ liên lạc số điện thoại của Quốc Võ ha, 714-247-9474 hoặc là Zalo, tức là cộng 1 714-247-9474. Dạ. Đó, thì mến chào tất cả quý vị đã đang xem chương trình livestream của Kẹo Ngọc Bonsai mà TV. Thì thưa quý vị, mến chào tất cả mọi người nha, tại vì mọi người nói rất là dễ thương, có những lời bình luận đọc rất là xúc động. Nhưng mà thật sự mình nó nhiều quá đó. Thì đôi khi mình tổng chào thì nó sẽ hay hơn. Thấy không? Mà. Nhưng mà có một số khán giả bên em lại thích em chửi, kìa nói em chửi, chửi tội hình như là cái Candy sinh ra để chửi có duyên là bán hàng hay sao. Nhưng mà quý vị ơi, ngoài vấn đề mà thật sự nếu mà gọi là nếu mà nói chửi thì cũng không đúng quý vị. Candy chỉ chửi cần người cần chửi. Quý vị thấy bao giờ Candy chửi anh Quốc Võ hay chửi cô Hằng hay chửi những người tốt? Không có. Mà Candy chỉ lên án những người cần lên án thôi, và rõ ràng Candy lên án bằng những cái gì thật. Nếu mà quý vị nào mà thấy nãy giờ Candy lên án cái gì sai, quý vị có thể phản biện. Candy ơi, cái luận điểm của em nói như vậy sai, em nói thủy tề như vậy không đúng, em nói là cái thợ hát hớt tóc như vậy không đúng, quý vị có thể phản biện Candy theo cái đó, chứ không phải vì vấn đề yêu và ghét mà vô nó ở nhỏ này chỉ chửi không. Nhưng phải biết là Candy chửi có make sense hay không, hợp tình hợp lý và hợp những cái gì mà những người đó đang làm hay không ha. Và hy vọng rằng mà những người nào yêu mến Candy sẽ tiếp tục yêu mến Candy Quốc Võ, cũng những người nào mà đang khác cái chuyến tiến của Candy Quốc Võ thì cũng nên bình tâm suy nghĩ lại là tại sao mà Candy lại bảo vệ cái luận điểm của mình, và tại sao họ lại ghét mà Nguyễn Phương Hằng như vậy ha. Xịt an thần bao nhiêu Candy ơi? Thật sự cái xịt này á, nếu mà quý vị ở Mỹ á, quý vị có thể một là quý vị mua từ website của hãng luôn, anh Quốc Võ và sẽ đưa cái link cho quý vị, hoặc là Candy có đưa cái link cho quý vị có thể vô website mình mua, hoặc là ở những nước khác, Anh, Pháp, Đức, Canada, Thụy Điển gì đó, quý vị chỉ cần vô website quý vị mua, tại vì những nước đó đều có văn phòng đại diện và chi nhánh công ty đặt ở đó, thì mình mua họ sẽ ship tận về nhà của mình chỉ trả bằng credit card, thẻ tín dụng thôi. Còn nếu ở Mỹ mà quý vị mua collagen thì sẽ được anh Quốc Võ tặng, hoặc là quý vị nào mà không muốn mua website á, không có thẻ credit card, không mua website, thì quý vị có thể mua từ anh Quốc Võ thì với giá là 40 đô. Có tính tiền ship không anh? Free ship luôn. Free shipping như quý vị, 40 đô free shipping. Còn nếu mua collagen sẽ được tặng miễn phí như quý vị nha. Còn sau khi mà quý vị mua cái chai xịt này giúp cho mình ngủ ngon á, nè nó ghi là Sleep Best Well, ngủ rất là ngon á, thì quý vị thích cái product này rồi thì còn rất là nhiều cái sản phẩm khác để mình mua, để mình uống. Thì thật sự là toàn là rau củ quả, là tất cả đều là supplement và đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế Hoa Kỳ hết. Thì mình thích rồi, sản phẩm rồi, thì quý vị có thể đồng hành kinh doanh cùng hai anh em, bảo đảm là sẽ rất là vui. Toàn nhóm này toàn là trai xinh gái đẹp không. Và những người thích kiếm tiền, thích giống như Quốc Võ thì build theo cái tiêu chuẩn là thích kiếm tiền, không thích kiếm chuyện. Còn Candy á là đi theo tiêu chí là thích kiếm tiền và thích kiếm chuyện luôn nha. Hơi khác tí xíu. Có nghĩa là Candy rất là thích kiếm chuyện quý vị, tại vì làm cái gì là Candy phải làm tới nơi tới chốn nha. Nên có thể tới giờ phút này thì cô chú anh chị sẽ chưa thấy được những cái thành quả mà Candy làm tới nơi tới chốn, và Candy tin rằng thời gian tới các cô chú anh chị sẽ không thất vọng về những gì Candy sắp làm, sẽ làm, và trong tương lai quý vị sẽ thấy. Tự tin nói về điều đó. Rồi thôi vậy được rồi ha. Dạ. Rồi nói chung là cảm ơn tất cả quý vị cũng đã theo dõi kênh của Kẹo Ngọc Bonsai và Quốc Võ News. Chúc cho cả nhà của mình một ngày thật là yên lành hạnh phúc nha. Dạ ok. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều.